Đó, xong cái gì là cứ kêu nhé. Mình làm việc xịn đấy nhé. Đây chứ. Đây chứ. Rồi, đây rồi. Chục mười ao. Một giờ kém rồi mới tiên. Rồi, xin chào cả nhà nha. Rồi nha, chị nào thắng rồi tương tác lên phát nha. Hello Trinh Trinh nha, chị nào thắng rồi chấm lên luôn dùng nguyên cái dẻo mà nè. Tương tác lên luôn dùng nguyên xíu nha. Hello chị Phạm Thị Hà. Ủa cái Quỳnh mua mới vừa chút cái này hồi tối giờ thả rồi. Đòn hàng Bắc Linh bây giờ thả ra à? Không rép à? Đoàn hàng Bắc Ninh nè. Hôm qua mình có đơn mà. Thủ tiên nhận đấy. Nhìn cái trên đó. Chúng ta lại thử. Rồi tháng nguyên chưa trẻ mình ơi. Mỗi trẻ mình vô xem live tương tác nhé trẻ mình nha. Đây giá siêu rẻ luôn. Kiểm tra lại cái chị này thử đó gì. Kiểm tra lại cái đây. Ê, cái chị này chuyên gia xã luôn ấy. Chị xã, này. Mình xin lỗi nhé. Mấy nay có chút việc nên không lấy tin nhắn được. Có tuần mà mình không có nhà. Đợi sang tuần mình báo lại địa chỉ nhận hàng được không? Mà kêu không dùng đơn mau, chị kêu đứa thợ xã cho chị. Đơn này chị này chuyên gia này, phải không? Nè, Huyền, mấy lần không thấy mấy lần cứ mua một cái. Trường mẫu giáo Di Phú này nè. Cứ mua đúng cái xong xã. Mua một cái xong lên tiền xếp cơ xã. Ok, tranh thủ lên sớm cho em nhé. Nhanh phan đi mua cả 25k ao ra từ ngày 31 tháng 5. Rồi em lên nha. Quần 49 chị mới đăng ấy, lấy em 2 cái 57 đi đơn. Trung thủy còn đến không ấy? Rồi, lên đi chị em mình nha. Chị nào thấy rồi tương tác nha. Mỗi chị em mình vô xem like, thả tin, thả like luôn dùng nguyên nha. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Rồi, cái đầu tiên cái này đi hàng xã trước. Này có cái món này sale cũng hay. Xíu em lên chị em mình mã này. Chuyên gia. Toàn những chuyên gia. Lên mã tặng bé luôn dùng nguyên nha. Size này dành cho bé nhà mình 15 đổ về. Em bán tặng chị em mình 29.000 bộ luôn. Của hàng xã nha. Em nói này. Vô mua sang được hàng sale, ví dụ như xác định ấy mua con cái từ cho em lên nhé, con cái thì đơn cho người ta biết luôn. Em nói thật sự sang cái mã 29.000 25.000 xong để tới để luôn xong xả đơn từ ngày 31 bây giờ lên mã ba bé luôn dùng 29k này cho chị Diệp chi nha. Chị em mình tính toán kiểu đấy thì đừng chốt đơn giùm em nhé, em nói trước. Úc chứ nữa lấy cái bông tẩy trang cho dì bón xíu cái nước tẩy trang vô sao lấy cái bông tẩy trang cho xíu nước tẩy trang vô cái kính không mờ rồi lên luôn những con này đây nè 25k đây nè 25k sang cái áo 25k để tới từ ngày 31 tới giờ nè. Ờ lên luôn dùng nguyên con này 15k luôn bo rip nhé, size 50-52 đổ về lên mã rip 15k. Chị nào lấy rip 15 lên rip 15 luôn người ok nhé, rip 15 rồi tiếp luôn dùng bộ này mới vào đi lúc tối. Size này dành trẻ mình 55 đổ về thì chị em cho ok.
59k, bộ này bộ hoàng kim nhé, 59k. Comment mã này là mã bộ 59k luôn, dùng là ok nhé. Size này dành cho trẻ mình 55 đổ về. Bộ này là hàng em đi trẻ mình là mấy tiền ta? Không phải 100, 95.000 đấy. Em đi trẻ mình 59k. Lên mã bộ hoa nhé, 59k luôn, dùng là ok. Hoa 59 nha, chị nào lấy hoa 59 lên. Hoa 59k, Hà Trần Hồ Ninh này từ ngày 28 tháng 5. Hôm bữa nói rồi đó, hôm bữa đã nhắc chỉ là chị mua hàng tranh thủ gom cái thêm cái gì em đi đơn, cái không đúng một cái xả đúng y luôn, em nói chuẩn luôn chị Hà Trần. 15 không ai chia xe cả, chị Hà Trần Hồ Ninh không ai, em nói đúng y luôn. Bộ thun thái quần dài hàng 105.000, xe 55 đổ về, tặng 59k luôn, ai nhanh cả. Hàng này hàng 105 ấy, con này hàng 105 ấy. Comment mã này là mã Thái, sale luôn trẻ mình là 59k Thái. Comment mã 59k Thái nè. CM có cái chị nào nữa không? Mã này CM đang hết sành xanh. Không ai chia sẻ. Ê, sao mà thấy chị Nguyễn này lấy hai mã xả rồi nè, một bộ một áo rồi nè. Rồi có đi đơn không hay là xả cả đơn? Chị Hào Nguyên chưa chia sẻ, chị Lâm Thu Thủy chưa chia sẻ. Rồi lên luôn dùng cái này. Lên luôn dùng cái này, chị nào những cái mã này chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Còn bộ giá bán tặng rồi. Lên luôn dùng nguyên con này nhá, lên mã nách luôn dùng ok. Còn mấy mã nách luôn dùng nguyên nhá. 15 cho chị Hào Nguyễn. Nách cái này em sale luôn chị em mình 29k. 29k nhá. Thái gì Hà Kiều. 29k. Trời ơi, bộ này bộ bao nhiêu tiền? Bộ này thường là bộ 59k này, bộ dẻo này. Tặng 39k luôn, ai nhanh có. Tặng 39k nhá. Comment mã 39k, chị nào lấy 39 size 55 đổ về 39k. Nách cho chị quên lì. 39k bộ hồng nhá. Lên mã hồng 39k luôn dùng là ok. Hồng 39k. Comment mã hồng 39k luôn dùng là được. Chị nào cái này. Cái này giờ hôm qua không còn con nào hết luôn ấy. Chị Hào Nguyên cỏ rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên này. Xe 55 đổ về, con này cực đẹp luôn, em nói thật sự. Nách là bồ 55k. 55k con này. Con này là mì tàu nhá, mì đây đỏ, đẹp lắm. Lên luôn dùng nách em hết rồi chị Ngọc Vinh ơi, con này đẹp nè. Xe 55 đổ về, lên mã quần 55k. Quần này đang cháy hàng, không có hàng. Bà chị nó chị Trang lên. Đang không có hàng. Lên mã quần đùi luôn dùng nguyên nhá. 55k quần đùi. Thì nào lấy quần đùi lên. Quần đùi luôn dùng nguyên. Rồi lên mã này là bé, cái này bị dơ xíu này nhà em bỏ ra. Size này dành cho bé nhà mình. Nè, nhìn xinh chưa? 2225 nhá. Hàng này hàng công ty. Hàng công ty của người lớn chị ơi. Cái này em bị dơ xíu thôi. Chị em thấy không? 39 cao luôn. Lên mã bé 39, con này xinh lắm. Con này hàng công ty á chị em nè. Bé 39, chị nào lấy bé 39 sợ đánh luôn mấy cái này. Với lại kích cái nó luôn rồi. Rửa ra nó. Chị đếm cái nó đủ trăm con rồi không? Cái quần đuổi nó đủ trăm con rồi con. Bị tàu cho chị Trang đi. Cái đếm này cho em đi. Đóng đơn, gửi đơn đi luôn đi. Con này em cũng mới lên nè. Size 2 đổ về, lên mã xếp bé. Size 2 nhá. 75k luôn, ai nhanh có. Bé 39k. Để chị Hà Kiều. Xếp này cưng lắm. Size 2 nha. Size 2. Chị nào lấy mã xếp bé 75k luôn, hàng này công ty luôn. Xếp bé nhá, hàng công ty. Em đi luôn trẻ mình 75k. Comment mã xếp bé luôn dùng là được. Chốt mã xếp bé 75k. Rồi tiếp lên luôn dùng cái này. Bộ này là cũng bộ hàng công ty luôn. 75 nha chị. Hàng này hàng 199.000. Xe 57 nhá, xe 57. Rồi lên luôn dùng cái con này. 79k, 75k luôn. Ai nhanh có. Em sale là sale 125.000. Em sale là 125.000 á, xe 57 nhá. Hết cái này bé. Kiểu của nó là kiểu baby doll nó chị em mình. Rồi lên luôn dùng mã này là mã vái mã bộ. Bộ xe 75, chị nào lấy bộ xe 75. Đây nè, đây còn một set này nè. Hai set chị nào tới hai set. Ủa thế chị này bỏ đơn hết à? Vô chị tốt bộ với gái. Tốt bộ với trai. Nè cưng chưa? Size 16 17 75k nhanh có. Size 16 17 bộ này chị em mình nên mua không có cái giá này đâu. Em thì cái này là chủ yếu là em bán 85 là bán tương tác đó. Sếp này cưng lắm luôn, size 16 17 nè. Nha, lên mã sếp 16 17 75. Sếp 16 17 75.
Set 16, 17, 75. Set 30, 75. Set 30 kg đổ về 75 cao luôn, cưng lắm. Vân là bộ đồ 75 hả? À, 75 cao luôn. Theo nó 75. Thì Bích Vân là bộ xanh đúng không? Rồi lên luôn dưỡng mã này. Má chị. 120 à? Rồi nha, lên luôn dụng này, xét luôn dụng là ok nè. Comment mã xét luôn dụng là được. Em đi luôn cho trẻ mình 105. Con đó siêu rẻ, áo quên lộn 75.000 siêu rẻ luôn. Xe 30 đó thì xe 30 cho chị Thủy Trương. Siêu rẻ luôn đấy, trẻ mình mua thử con đó đi. Đóng 120 đi. Đóng 120 đi. À, rinh ra cái ngòi thích luôn, bào che một bao nữa. Rồi nha. Con này giờ hết tận xanh hàng, 55 đổ về. Đi luôn chị em 69k nhanh có. 55, 57 cho xây, xây mờ. Hết sạch xanh xanh luôn, bao nhiêu khách đặt không có hàng chị em mình. Lên mã polo luôn dùng nguyên nhá. Em xây luôn chị em mình là 69.000 polo. Áo polo sale 69.000. Comment áo polo sale 69k. Chị nào lấy áo polo lên áo polo luôn dùng nguyên là được nè. Chị này á, chị gì chứ? Chị phải thảo cho chị Thủy Trương chị, luôn. Chị Nguyễn Sương này là không đưa tá gọi là gọi mấy ngày rồi không nghe máy. Nguyễn Sương á, chị kêu bưu tạm gọi có người không biết tìm thầy cục và nhớ. Cái con bên bưu cục cũng gọi có không được mà. Polo cho chị Hà Kiều. Rồi con này xe 52 đổ về. Con này lên mã chăn váy. Cái này em đi luôn trẻ mình 55k. Chăn váy ring 52 đổ về cho size M 55k. Lên ring luôn dùng đi. Chứ em sale nhiều mã quần lắm. Đang đứng bên này xả hết quần luôn. Rồi lên luôn nè. Mua được con cái bộ bé cho nè. Size 15kg. Mua cho con được đúng vô lăng sang được đúng bộ bé. Đi trẻ mình 29.000 luôn. Size 15. Chị nào đang có đơn hẳn chốt cái này giùm em nhé. Chị nào đang có đơn hẳn chốt cái này luôn giùm em với này. Nha, size 15kg và em đi luôn cho dẻ mình 29k tiền đổ không cái này. Chị em mình không cần trừ hao nhé. Không cần trừ hao, nó không có rút nhiều đâu. À, không, cái này là may kỹ luôn. Lấy mã này là mã bộ bé sale 29k. Bộ bé sale 29k. Nha, em nhắc lại một lần nữa là chị em mình tăng hàng sale thì cố gắng chốt xem cái gì để người ta đi đơn. Xong mua cái cuối cùng em xả ra rất là mắc công luôn. Rồi nha, lên con nào luôn. Em đi chạy 35 cân nè, lên mã nách. À, phải. Nói chuyện ta. 35.000 nách trắng, size 62. Cái kỹ nha chị. 35.000 nách trắng và size 62 đổ về là ok nhá. Chị nào lấy 35 lên 35. Rồi bộ này tặng 39k luôn. Bộ này tặng 39 luôn, phong bự nhá. 39k phong bự. Phong bự nha, phong 60 ấy. Chị nào lấy mã này 39k bộ. Size 60 nha, comment mã bộ 39k luôn dùng là ok. Bộ 39 với dẻo mà bên này không thấy comment luôn, nhảy comment luôn nữa. Bên máy này không nhảy comment, bữa nay vút cũng không nhảy mấy hồi. Hả? Vút không nhảy. Ờ mấy hồi là vút còn nhảy. Bữa nay vút cũng không thèm nhảy luôn. Mày đụng dưng ạ. Vút được. Rồi lên luôn dùng cái con này. Con này mango nhá. Chị em mình tranh thủ gom đơn vô để nguyên đi đơn. Nha, Quân Lai nắp cái trà lai trưa nay xả lai trưa nay và làm sao ốp mấy ngày nhá. 3 ngày, 4 ngày với chị em mình nhá. Đây là chị em mình tranh thủ. À, không chị ơi. Đơn chị Ngọc Vinh đi rồi. Để đơn rồi. Đi rồi chị ơi. Đi rồi chị Ngọc Vinh ơi. Cái này 52 đổ về. Cái phía sau của nó lưng thun con này mango. Con này vải cực đẹp luôn ấy. Con này vải cực đẹp, ngang nguyên chút ngay con này. 52 được sau, phía sau nó bao thun này. Phía sau bao thun này lên mã mango nhá. Em đi luôn trẻ mình con này 49k nhanh có. Hàng này em sale 79k đấy. 49k nốt luôn. 49k nốt luôn. Chị nào lấy mango 49. Comment mã mua mango 49 luôn dùng nguyên nhá. Quần dáng quần công sở, chị nào mua hai món hàng. Hai món hàng để bữa giờ luôn từ ngày 30 bữa nay máy tiền máy rồi. Bữa nay bao nhiêu rồi? Ông ngồi cho chị Thủy Trương. Rồi lên chip luôn cho Nguyên. Chip luôn cho Nguyên nhé. Đây dạ mình thấy cái này phải 90k một set không? Người ta bán set 5 con 90k luôn đấy. Cái này em đi luôn trẻ mình 60k luôn.
Còn bên mã 60 5 con nhé. Size trẻ mình tầm 57 đổ về, hàng hàng kháng khuẩn nhé. Nha. Rồi lên luôn những mã chip mình gọi hết rồi. Chip nhá. Trưa nay quần nó rất là rẻ, em nói thật sự em xả quần luôn. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Comment mã này. Chốt lên luôn những mã này là mã chip 60. Có lên đơn. Comment mã chip 60 nhé, hiện in chip 60 luôn, bán tặng luôn. Chip 60 nhá. Chốt chip 60 luôn dùng nguyên mã OK. Comment mã chip 60. Nha, chip 60 đây này, địa chỉ đây sao ơi. Chip 60 nha chị em mình ơi, chị nào lấy chip 60 lên chip 60. Đây sao? Đây này, chị cho thông tin. Đi không đồng đây. Đi không đồng nhá. Rồi chip 60 lên chip 60 luôn dùng em. Chip 60 nhá, 5 con. Thế chụp lại đi, Hồng ghi lại đi đã Hiền. Hồng ghi lại đi đã Hiền, rồi xíu thôi tình xử lý. Con này em nói thật sự chị em mình dạo ra ngồi đi 90.000, 85.000, 89.000 5 con. Em bán luôn chị em mình 60.000 5 con. Chị em mình tranh thủ gom, em sẽ lay nhiều số chị em mình gom vô để nhà em đẩy đơn luôn nhá. Đẩy đơn luôn. À, rồi em ốp mấy ngày. Chứ nhiều chị nhiều khi là để qua mấy ngày nghỉ xong cái đến lúc chốt đơn kêu là lâu quá em ơi không xả đơn cho chị thì mệt. Rồi nha, bộ này sale luôn chị em mình, bộ này 60k luôn. Bộ này sale 60k luôn. Hàng này em đi chị em mình 75k nè. Size 60, size 3X, size 60 nhé, bộ lanh. Bộ lanh đẹp, hàng này hàng may năm kim, hàng may kỹ lắm. Cái này chị em mình lanh nhưng không cần phải đạp lại như thế nào mà mang thôi. Lên mã này là mã bộ lanh, size 60. Bộ lanh size 60 nhé, chị nào lấy bộ lanh size 60 lên luôn dùng là ok. Ui con này đẹp, con này hết sạch xanh hàng rồi. Thấy không chị, con này còn hàng không chị? Con này lưng tung, qua chung phía sau còn không? Coi còn không? Ui con này đẹp lắm. Mẫu này là mẫu mới này. Mẫu mới năm nay này chị em mình nè. Size M nhưng mà 55 vô tư luôn, phía sau nó lưng thun này nè. Cái này em đi chị em 59k. Lên mã đùi 59. Đùi 59 này hết rồi. Cái tát này nè, tát lá nè. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Em đi luôn chị em mình con này đùi 59. Chị nào lấy đùi 59 comment đùi 59k luôn dùng này mới vừa lên xong. Đùi 59 cái này em đi chị em 55k. Thanh Hồng ơi, chị Thanh Hồng. Nè, này cưng lắm. Con này cưng lắm. Nha, lên mã 55, bộ này hết giá sale. Đúng cái này là em về là để gọi là bán tặng á. Đúng mã này để em về bán tặng luôn ấy. Lên mã bộ bé size 15 Nguyễn. À, bộ bé size 15 kg. Nha, bộ bé size 15 kg, em đi luôn cho chị em mình, bộ này giá là 55k size 15 kg. Lên mã bộ bé luôn dùng luôn là ok. Đùi có một cái à. Rồi cái này bóp lên trang cá nhân, chắc là chị em mình chờ này. Chắc là chị em mình chờ cái mã này nè. Đài size nhá. Này chị Diệp Chi. Cái này đài size nhá. Bộ bé nó mình còn ấy, còn ấy. Chị em mình lấy số ký. Bộ bé nó còn ấy, bộ bé này nè. Còn chị em mình lấy số ký đi là ui nàng. Nàng này nhiều màu nhưng mà không có một cái màu gì là màu nổi nhá chị em mình nhá. Không có một cái màu nổi nào hết. Len luôn như này xịn sò lắm luôn. Cái này mốt của nó mốt vừa. Mốt vừa không quá dài nhìn. Đây chưa này. Đi biển trời. Đi biển nổi không? Có mang nổi cái này đi biển không? Vấn đề là có mang được hay là không thôi chứ. Hiền mang đi biển nguyên tặng cho thằng Phát. Thiệt. Mang đi biển nên tặng cho thằng Phát. Rồi đi biển. Vấn đề là có mang đi biển hay là không chứ. Đẹp lắm chị em mà nói. Cái này nó đẩy ngực nhá. Nhìn xịn sò vậy nè. Cái này em đi một xét luôn. Đi một xét luôn. Vậy à. Mua cái bể phô á. Nó đi biển mà. Bể nó. Trời, cái này em đi nguyên xác nhé. Nguyên một xác này. Riêng cái ngực này chị em mình đi mua bao nhiêu tiền rồi. Cái này chị em mình lên luôn dùng size 34, 36, 38. Cái này đúng bán tặng luôn này. Nha, 34, 36, 38. Em đi luôn cho chị em mình bản to nhé. Cái này bản to và mốt của nó mốt vừa thông dài nha chị em mình. Mốt vừa, bản to, cái này định hình tốt luôn. Chị nào phì phèo mở phía trên phía dưới mang cái này rất là sướng luôn. Con này em đi chị em 49k. Một phát, hai cái, một cái áo ngực. Rẻ quá. Rẻ quá, em thấy nhiều chỗ này là chạy 120.000. Hàng này chạy 120.000. Em đi luôn chị em mình 49.000 một phát, một cái áo ngực, một cái quần chip nha. Áo ngực này mua bao nhiêu tiền rồi? Áo ngực riêng cái bạn áo ngực này mua bao nhiêu tiền rồi, bao đẹp luôn. Đây cái này có up lên trang cá nhân ấy. Chị em mình hỏi quá chân chừng luôn. Cái này kèm luôn dùng cái size nhá. Chị em mình kèm size 34, 36, 38 nhá. 4
ba size, không chọn màu nhưng mà không có cái màu nổi nha chị em mình lưu ý, trong tắt tần tật từng này màu thôi nha. Lên luôn dùng mã này 49k kèm luôn dùng nguyên cái size, 49k kèm size luôn dùng nguyên nhé, 49k kèm size 34, 36, 38. Trời, không mua này phí chưa, không mua này phí chưa. Một cái áo ngực này mua bao nhiêu tiền rồi chị em mình ơi, nhìn nè, nhìn cái áo ngực này là mua bao nhiêu tiền rồi. Nguyên một set này em đi luôn cho chị em mình này, ren này không còn cực thoáng luôn nha. Lên luôn dùng mã này là mã ngực, chị em mình lên ngực luôn dùng nguyên nhé. Ngực cho chị Trang Nghiêm nè, cho chị Nguyễn Thủy nào đây ta, cho chị Nguyễn Thủy nè, cho chị Minh Quân nè, mua một set tiếc, mua một set tiếc cho chị Minh Quân nè, cho Phạm Hương là 4 set 38 đó ok nè, cho chị Hằng Đào nè 2 set 36, hoa hồng xanh fan ok nè. Sao rồi, kiểm tra cái máy luôn rồi sao rồi? Không in được bill. Chị Thanh Tuyền, chị Thí Nguyễn, Phan Thị Bé, cho chị Thu Hà. Trời, mấy màu luôn, phải một màu đâu, em mới vô một màu thôi. Đi 49k con. Lên mã này là mã set 49k một set chứ không phải là một con lộ. 49k một set. Chị ơi, bóc cho em cái bộ đồ bé nó còn, bóc cho em cái bộ bé nó luôn, còn bao nhiêu cho em lên luôn. Bạn ấy à? Ừ, bé sale 55k kìa. Còn là màu màu đẹp không á? Toàn là màu đẹp. Kim Cương Nguyễn à. Không thấy thông tin. Không có, chưa thấy đơn. Lên thông tin cho em đi chị ơi. Toàn là màu đẹp nha, toàn là màu đẹp. Mua một set tiếp. Mua một set tiếp. Em nói thật sự luôn. Cái này từ từ khách tình như chốt trên trang cá nhân mình với chị đó. Rút rút đi có mấy ít chứ mấy. Ít chứ mấy, trên trang cá nhân có ít chứ mấy. Lên nó luôn nè. Yên bình thường mà đang đó. Đâu, yến này từ ngày hôm qua. Ê? Yến từ ngày hôm qua. Nhưng mà có nguồn rồi, cái này do máy hay gì. Nguồn có rồi đó. Bị lỗi. Qua. Từ từ để hiểu hỏi cái này là lỗi chi. Chào quý sĩ. Bác sĩ kiểu cơm quên cho thêm cái chi mà đi đơn nhé. Đi Long An nè. Thế mới đầu like mà. Rồi ok nha chị nào này. Dép về rồi. Dép về rồi. Dép là về rồi nha. Trời siêu đẹp luôn. Em nói thật sự siêu đẹp luôn. Nhưng mà em nói, nhưng mà chị em mình giờ chút sau là không có hà. Tạm thời chút sau không có hà. Tạm thời chút sau là không có hà. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi ok nha, chị em mình nhìn cái quả ngực. Đẹp chưa, nhìn cái quả ngực đẹp chưa. Rồi nhá, chị nào lấy mã này nữa lên luôn dùng nhá. Cứ toàn màu đẹp thôi. Và thêm màu đen thôi, có 3 tông màu này thôi. Nên là chị em mình tranh thủ nhé, 3 tông màu này thôi. Nên là chị em mình tranh thủ lên luôn dùng mã này là mã ngực. Comment mã ngực kèm luôn dùng nguyên cái size. Ngực kèm size nhé, 34, 36, 38. Em đi luôn chị em mình lên, lần chị em mình là 49k. 2 set ok, 2 set cho chị Kim 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 Cương Nguyễn. Không có size đâu chị ơi. Trời ơi, ngực thì chị lên cho em cái là cái vòng ngực bao nhiêu. Giờ 50kg thì em biết chốt cái gì. Mui thì em có rồi. Thấy tí trương có rồi nhá. Lên số ký làm sao em chốt, cứ lên cho em cái size. Phải lên cái size chứ không lên size là bó tay luôn cho em cái bộ này. Chị kiểm tra trên trang cá nhân luôn. Còn còn từng này đâu dép không? Cho khách coi xíu thôi. Cho khách coi xíu thôi vì nó đẹp quá. Xíu thôi mà. Em nói thật sự luôn. Chị lấy thì nhan cò rồi. Mất vừa chị Hiền Nguyễn ơi. Em cho chị em mình coi xíu thôi. Hàng này phải chị em mình đi mua đầu 350 trong các shop shop giày Việt Nam xuất khẩu nhé. Nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Ok, Thanh Tuyền nàng. Nhìn hàng hộ nguyên nè. Nha. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu nhé chị em mình nhé. Chà, chị Nam Trương Nguyên chút chưa? Nhìn về có 3 màu chứ mấy chị ơi. Về đúng 3 màu chứ mấy. Về được trước có 1 thùng chứ mấy. Đen 36. Nam Trương Nguyên có chưa chị? Chưa. Bóc cho chị kìa, nhớ chừa cho chị kìa. Ngực cho chị Thơ Nguyễn nè. Chị Tuyền Lữ có dép chưa? Chị Tuyền Lữ lên lên dép size chị luôn đi. Thấy rồi.
không về không đủ trả vậy em. Còn nhà Nguyên chốt từ trên xuống dưới, nhà Nguyên chốt từ trên xuống dưới, khách đặt trước là nhà Nguyên nót lại á, ai đặt trước là nhà Nguyên nót lại hết á, thì là xanh không có về. Nó đẹp cực kỳ luôn, em nói thật sự luôn, chị nào chưa có thì chờ đợt sau thôi. Qua 6 thì thôi Nguyễn có rồi. Nó đẹp lắm chị em mình ơi. Em nói thật sự hàng bên này không có phải coi hàng mẫu, hàng thiệt, hàng ảnh thiệt, ảnh mạng gì hết trơn nè. Em chạy cái bên này nhiều quá luôn rồi nha. Hồi xưa giờ là chạy bên này, hồi xưa chưa bán quần áo là bán giày dép bên này nha. Khách biết nhiều từ bán giày dép nhiều. Đây mà bạn có không? Mã này thì em đi luôn cho chị em mình là 185.000. Hàng này 350.000 đó. Cái màu này còn không? Em lên cho chị em mình coi thôi, chị em mình vô trang cá nhân chị em mình đặt đi. Đằng sau về có chốt. Chứ giờ cái này hết rồi, giờ chưa đủ chốt cho khách. Chưa đủ chốt cho khách 185.000. 185.000. Không thì vàng cũng được kìa. Sai máy. Vàng cũng còn luôn. Lấy kem đi chị Thảo Hương. Lấy kem thì còn, vàng 35 có không? Vàng 35 có không? Vàng 35 thì có. Vàng 35 cho chị Thanh Hồng. Thanh Hồng đi có 35 thôi à. Đẹp cực kỳ mà êm lắm nha. Dép bao bay chị Phò Nguyên lên nữa. Chiều duyên cyber lên ăn xế. Ok, okay luôn. Ok duyên luôn. Ăn một nắng à. Tới ăn một năm. Kem 37 thì ok ra Phạm Hương nhà 185.000. 185.000 mua thử đi dễ mà nó bao đẹp luôn. Có một mã này nữa. Nhưng mà từ từ nhá, để em qua em đi về xong rồi đã em để chị em mình. Mã này nó đẹp lắm luôn. Nhưng mà đây nè. Mà nó mới vừa ra thôi. Nó mới vừa ra mẫu. Đâu này thì cực đẹp luôn. Nè. Đâu này đẹp chưa? Đâu này đẹp chưa? Nhưng mà giá nó cũng rất ok nhá, mới ra hàng mẫu thôi. Thì là bên này ái dép thì chị em mình yên tâm. Đợi để qua đi về rồi xong rồi em lên cho chị em mình sao. Rồi nha, chị nào lấy cái mã đó lên luôn dùng Nguyên nhá. Rồi cho em luôn cái bộ vàng, cho em lên luôn cái bộ vàng. Bộ vàng có một bộ à? Rồi lên luôn cho mấy cái bộ caro nó sale luôn Huyền. Cho Nguyên cái set hồng nữa kìa, cho sale luôn đi. Dép trước còn chưa mà đẹp lắm, cái nó nhiều màu lắm. Dép 36 còn gì á? Còn cây 36 không chị? Cái gì? Nhắc lại là vàng to nhất, da xe 37 về tiền lữ kìa. Còn có 89 thôi. Da 37 ở chị tiền lữ. Thôi tạm thời như thế này nè, chị em mình đặt đi. Về thêm thì em ấy, tại vì là nhà em list rõ luôn, xếp hồng hồng chỗ này nè. Hồng cổ này nè, hồng cổ nè. Đấy, trước mặt luôn, đó, có mấy xếp đó. Nhà Nguyên vẫn list, khách đặt trước là nhà em chốt trước. Tại vì cái này nó mỗi đợt nó ra nó lâu lắm. Nó ra nó lâu lắm rồi, lên luôn những này có một bộ. Em đi luôn kia vậy mà 55k size 16. 55k size 16 đẹp lắm. Em cho thử em đi nhanh đó. 55k size 16. 55k size 16. Chị nào lấy mã 55 size 16 chốt lên luôn những là ok. Da size 37 thì được đôi mua bỏ chị tạm đôi nấy thì đã. Được một đôi vàng size. Được một đôi, đôi vàng đã chị nhé. Rồi nha, lên luôn dùng Nguyên. Comment mã này là mã bộ bé hay gì Diệp Chi? Bộ quần nam phía sau còn 2X không chị? Còn không? Còn không? Còn 2X còn. Còn máy cá trâu lên. Rồi cái mã này em bán tặng nó luôn đi chị, mình gọn kho luôn. À 125.000. Giá này là giá bán tặng 125.000, còn sống được mấy xếp. Cái này cưng. Chị em mình nhìn cái chất đuổi của nó. Đuổi xịn nha. Sao chị em mình 5255. 5255. Lên luôn dùng mã xếp luôn dùng. 52-55 cái độ về là ok. 5255 cái độ về là ok. Và set này em đang đi chị em mình 125.000. Em sale gọn luôn chị em mình, set này 75k luôn. Nhìn chị em mình nhìn hàng. Nhìn lưng nè. Còn có từng nữa để em lên luôn. Đẹp lắm. Đẹp lắm nha. Rồi lên luôn dùng Nguyên. Hết K 37 rồi chị. Thế em cứ im ra đi. Vậy có màu không, có cái màu nào còn size 37 hết. Về thùng hết sạch xong luôn. Vì khách đặt, khách nhà em nhắn tin qua đặt. Tại vì mua 75k này, vì khách đã mua hàng này lâu rồi là biết chắc rồi đó. So ra thì nó rẻ hơn ở thị trường quá là nhiều luôn, rẻ hơn mà chị mình tính đầu trăm chứ không tính đầu chục đâu. Xem nha, 75 cho chị Thanh Tuyền. Không có sai chị Thanh. Thấy Trương này, Thanh Tiền này, không Thanh này, tặng 75 luôn. Cái này mà em không bán lỗ, em không bán hàng nữa luôn. Em nói thật sự luôn cho chị Nguyễn Hành Hoàng, giá này là giá dọn kho này, kiếm tiền đi đi du lịch này. Rồi ok nhé.
set cho chị Kim Văn này, rồi còn hai set nữa là hết 80, à quên lộn, sorry, 75.000. 75.000 cho chị Minh Quân set, rồi còn set nữa là hết. Còn set nữa là hết. Còn một set nữa là hết, nhìn cưng chưa? 75.000 nó đủ tiền tiền công may á. Ui, đẹp cực kỳ luôn. Set 52 gọn 55 nhé. Lên mã set 75 còn set. Dép là 185.000. Chị em mình thích dép cao thì chờ em vài hôm qua qua đi về rồi em gom sao. Em gom sao nhé. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Còn set cuối cùng thì chị Thơ Nguyễn nữa là hết, còn set thì bỏ hết lên đi. Đi 75k, còn một set cuối cùng. Quần ngang còn từ ngày cái rồi đúng không? Đi gọn luôn cho trẻ mình luôn. Set hồng em hết rồi nha. Set hồng em hết rồi nha. Rồi quần nam này đang còn một hai cái set lờ. Hết set hồng luôn rồi chị ơi. Quần này là mì tàu. Size 62 đổ về. Mì tàu size 62 đổ về. Mì tàu size 62 đổ về đang còn con này. 62 đổ về nhá. Em đi chị em con này 79k. Set hồng em hết rồi. À, áo em đang mang có màu nu, màu đen. Màu hồng. Rồi nha. 79k con này mà chị nó chưa mua cho chồng, tranh thủ mua đi. Em còn đúng từng này con. Mà hàng là mới vừa về ngày hôm qua là chị em mình biết. Này con đây này. Con được từng này con đây này. Lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt lên luôn dùng mã này là mã quần 62 cái đổ về em đi chị em mình 79k. 79k. 62 cho chị thu hàng cái đây đã. Đường cái thôi chị ở cái này 65 kg rồi. Không có 70. Tầm 65-68 kg. Còn 65-68 kg, 79k. Con à đây cho chị thu hàng cái nữa. Thu hàng cái nữa nè. Rồi nha. 65-68 và 62 đổ về, chị xin tiếp lên size cho em đi. Con đó, ui, đây có con 70. Có con 70 cho chị tiền lữ xe ban. Chị ơi chị xin tiếp lên cho em size. Lên size. Rồi còn 65 đổ về thôi. Hai một cái size 62, ba cái size 65 là hết hàng này luôn. Chị em mình cố gắng lên cho nguyên cái size mới chốt đơn được nhá, không có size là chịu luôn, bó tay luôn. 60 à, 60 lấy C1 thôi. 60 lấy C1 thôi. C1 thôi nè. Ok nha. Rồi nha, còn 65 cái độ về nữa thôi chị nào lấy. Hai túi túi sau này. Chị thấy trương này. Rồi ok, còn hai cái size 65 nữa là hết. Hai cái size 65. Còn size 3 hết C3 rồi chị ơi. 70 em hết rồi. Còn được hai con hết rồi đúng không chị? Tổng hết chưa? Sạch chưa? Chuẩn chưa? Còn đây về mặt thì cái 62 em hết rồi. 65. 62 cũng được, 65 quay đầu là được cho chị Thơ Nguyễn cái còn cái. Chị Thơ Nguyễn cái còn cái nữa là hết. Còn cái năn nỉ á, chị Trương Tuyết còn rồi. Năn nỉ còn một cái nữa rồi, cái này em còn được từng này set. Em đi luôn chị, mình tập xe mát 75k luôn. 1 2 3 4. Lên mã set xanh, size 52 đổ về. Set xanh hàng 125 đây nè. Một cái thì thu Phương Hoàng là hết. Năn nỉ rồi đấy. Trời đứng chỗ này mẫn mắt như hôm qua xíu. Mấy ngày trời đang nóng kinh kìa. Bảo hả? Trời ơi. 52 đổ về. Có 4 set thôi. 4 set chuẩn bị lên sóc quần cho em, xả hết quần luôn. Cho nó gọn nhà luôn. Kiếm tiền đi chơi. Hết tiền rồi, kiếm tiền mua vé máy bay nha. Rồi nha, cái này em có 4 set thôi, 75.000 set xong luôn. Size này chị em mình năm đẹp cực kỳ luôn. Hàng này hàng 125.000 nha chị em mình ơi. Không bắt gặp ở đâu bán cái bộ này giá này luôn. Nha, lên mã set xanh 75k luôn. Chị nào lấy xanh cho chị Phong Thanh. Phong Thanh rồi ok. Còn 3 set xanh nữa là hết sạch rồi xanh. Chị nào lấy set xanh lên set xanh. Cái này cưng lắm, vải đẹp, chắc đẹp nha. 75k, chị nào lấy set xanh 75 lên xanh 75. Xanh cho chị Minh set. Cho chị Diệu Linh. Diệu Linh là ai ta? Diệu Linh khách. Ui cái này đẹp cưng. Cái này có một set hồng. Chị Minh là hai rồi. Ảnh gì còn? Ảnh gì còn? Không có gì Trần Hạnh nhá. Đúng không? Một set cánh tiên. Size này 52 đổ về. Cánh tiên 52 đổ về. Cái này hơi nhào xíu. Đi chị em 55k luôn. 55k nghĩ ra không?
đuổi tơ nha, đuổi tơ 55k, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhé. 55k cánh tiên, chị nào lấy cánh tiên lên cánh tiên luôn dùng được, có một thôi, cánh tiên có một thôi. 55k không thay. Rồi cái này là hàng công ty, còn được máy xếp. Em teo gọn kho luôn nha, hàng máy. Hàng 125 nguyên đang chạy đi. Size 57-60 nha. Size M, size L, size L. Không có size đâu chị ơi, không có size đâu chị. Rồi M với L, hai cái size M, hai cái size L. M tầm 55 đổ về nhá. 55-57, L 60 vô tư luôn. Nè, hàng này hàng công ty nhé. Hàng công ty 199.000. Hàng này hàng siêu thị nhé chị em mình, 199.000. Hàng này em chạy rất là nhiều, hàng bé cũng chạy hàng này nè. Hàng bé cũng chạy hàng công ty này. Em đi luôn cho chị em mình con nàng luôn nha, 75k luôn. Rẻ cực kỳ chưa? 75k luôn. Chốt mã 75 luôn dùng em là ok nhé. Comment mã 75, size M và size L. 75.000, kiểu của nó là áo của nó là áo baby doll như thế này nè. À, bóc luôn cái áo em đang mang luôn nha chị. Bóc các màu áo đang mang luôn. Boris nè, lên cho nguyên con này 75k. Bao đẹp luôn, chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Cái này hơi nhào thôi, vì còn lẻ tẻ nhà em cục đóng lại. Sale nó 75k, size M tầm 55-57 đổ về. Và size L là size đến 60kg, mang ok nhá. Đi luôn chị em mình 75.000. 75.000, sợ chưa? Sợ cái giá này chưa? Size L, kiểm tra size L phải không? Kiểm tra size L phải không? Rồi nè, có được 4 sếp nên là hết. Chị nào lấy cái này lên luôn cho em nhé. Ai lấy cái này lên luôn dùng, chủ yếu là màu đen. Con này chủ yếu là màu đen. Bo rip nhé chị em mình nhé. Rip này là rip Thái, rip Tàu. Anh này rip Tàu, rip Tàu. Rip Tàu. Xin lỗi chị Bích Văn, còn size M thôi chị ơi. Còn size M thôi. Rip Tàu, cái này các kiểu chữ nha. Phong 60 chị em mang ok, giảng này. Còn size M thôi chị ơi. Chị em mình nhìn cái độ giãn này. Mỗi màu. Cái này em còn chủ yếu là màu đen. Còn size M đấy chị ơi, còn size M nhé. Chị nào lấy size M, lên size M luôn dùng em là ok nhé. Ai lấy size M, lên size M luôn dùng em là được. Màu hồng mà từ từ em coi ở đâu rồi nè. Đường cái màu hồng, đường cái màu hồng, không có sai chị ơi. Bộ 75 còn size M đấy chị Khánh Trang ơi. Màu hồng, màu hồng chị Thanh Tuyền. Con này em đi chị em mình 55 cao luôn. Bo rip nha, 60 mang vô tư luôn. Đây chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Rip mà đợt này mà đi hàng năm này là khó lắm. 55 cao đi, 55 cao luôn. 55k lên luôn chưa, mã rip đen luôn nữa. Không có sai đâu chị ơi. Này hàng giãn nhiều nha, lên mã rip đen. Chủ yếu mà chủ đạo là màu đen. Đang chị Minh Minh, đang chị Minh Minh. Màu chủ đạo của nó là màu đen nha chị em mình ơi. Đẹp lắm. Riêng cái này bo rip, riêng áo phong thì em chạy cho chị em mình là tự tin về giá luôn. 55k hàng con, chẳng ai bán con này 55k đâu. Nha, không có sai đâu chị Nguyễn Hành Hoàng ơi. Chị nào lấy cái này lên mã đen 55k luôn. Từ 40, 60 chị em mình đều mang ok hết. 55k hàng con. Nè, nhìn cái độ giãn này. Đây là miên mang luôn, chị em mình bao nhiêu ký cũng vừa. Nó giãn vô tư luôn, chị nào lấy chủ yếu là màu đen nha. Màu hồng đang hết rồi. Màu đen thì Lương Mỹ Kim đi đặt. Đen cho Lương Mỹ Kim. Rồi hồng cho Lương Mỹ Kim. Hồng cho Lương Mỹ Kim. Rồi nhá, đen đen luôn dùng nguyên. Đen cho chị Hương Kim. Đen cho chị Nguyễn Hạnh Hoàng. Rồi nhá, nu này có một. Chủ yếu màu chủ đạo là màu đen. Chủ đạo là màu đen. Rồi lên nu dùng nguyên nhé, nu này có một, có hai. Nu này có hai con, có ba con. Ba con màu nu nhé. Rồi lên luôn chung mã rip nu luôn dùng nguyên nhé. Ba con màu nu về em đi chị em mình 55k con. Chắc bao sướng luôn. Bo rip nha chị em mình, nhìn chắc ba con màu nu thôi. 55k một con. Đen nu thì Lê Thị Kim Hạnh. Lê Thị Kim Hạnh đang bên nào không thấy ta. Nu cho chị Vi Lan. Em đang lai áo phong đây chứ gì nữa chị ơi. Cho chị Nguyễn Hiền luôn, còn một cái nu. Còn một cái nu rồi, chị nào lấy đen lên đen. Chị Vi Lan nếp tin chưa? Chị nào lấy đen lên đen nhá. Còn một cái nu. Nu chị Lưu Mỹ Kim. Lưu Mỹ Kim rồi lưu rip trắng luôn, dùng có hai con màu trắng thôi, hết rồi đấy. Hai con màu trắng nữa là hết. Phone này chị em mình từ 40, 60 chị em mình đều mang ok hết. Chị em mình nhìn chắc này. Nó giãn vô tư thoải mái luôn. Nha, kéo cái rèm sao lại chị nhìn ra vô.
tối mắt luôn á, nó khiếp khủng luôn. Rồi nha, trắng này có hai con thôi. Chị nào lấy trắng 55k comment lại trắng 55k luôn dụng là được. Trắng 55k nhé. Trắng 55k, chị nào lấy trắng 55 lấy trắng luôn dụng là được. Chị Thúy Trương, cái này còn sát em đi chạy mà nó 55k luôn. Hàng này hàng 75, 79 gì đây? Không, chị em mình mua con này 75, 79k gì đây? Lên 52 đổ về, chị nào gọn lên 55 nhé. Lên mã cánh tiên, sale 55k luôn. Đúng không, chị em mình đang mua con này 75 hay 79 gì đấy? Xe luôn chị em mình 75k luôn. Trắng thì lương bị kim. Còn một con trắng này nè, còn một con trắng này nè. Rồi nha, trông lên con này 55k cánh tiên. Chị nào lấy cánh tiên lên cánh tiên luôn dùng là ok. Cánh tiên 55k, em nói là giá này là sập sàn luôn. Nuôi hết rồi, nuôi hết rồi nhá, nuôi hết rồi. Cái này là tốn xe máy đây vậy, 79k đúng không? Cái này xe luôn 79k phải không? Hàng 125 luôn. Xe 55 đổ về. Cánh tiên cho chị Sương Tuyết, size 55 đổ về nhá. 55 luôn. Ừ, 55k. Set này cũng đang đi 125.000 set đuổi nhá. 79k nó. Cái set xanh này luôn còn đường set. Sale luôn 79k luôn cho nó gọn kho. Chị nào lấy set xanh 79k. Và size này chị em mình 55 đổ về là chị em chốt đẹp nhìn xinh. Cái cổ của nó toàn bộ là cổ theo hết chị em nhá. Theo hết. Lên luôn dùng mã set 79k. Nha, bình thường đã rẻ rồi mà lúc xả còn rẻ hơn. Nha, chốt lên luôn cho mã này là mã set xanh 75k, à 79k, 79k. Set xanh 79, chị nào lấy set xanh 79 chốt lên luôn dùng là ok. Cái này còn cái nè. Bộ này có lỗi không? Mà bao nhiêu người hỏi không có. À, cái bộ này em xem. Bộ này xanh cho chị không thay. Tại vì nó hơi xước nhẹ cái quần này chị em mình nè, nhìn quần của người. Hơi xước nhẹ thôi. Phải 52 đổ về. 52 đổ về em đeo chị em mình bộ này 45k nốt luôn. 45k nó luôn, chị nào lấy cái này lên bi luôn dùng nguyên ngắt. Xanh còn đó. Xanh hết rồi, có xét thôi. Bi 45 luôn. Chị nào lấy bi 45, comment bi 45 luôn dùng là được nha. Xay. Ừ, bỏ xét xét bộ, bỏ xuống sale hay nó luôn. Ừ, còn hồng còn gì bỏ xuống sale. Lên con này 45k, bộ này bộ lụa 45k gọn luôn, chị nào lấy lụa 45 lên lụa 45. Rồi tiếp, cái xét này thì em bán chạy cực kỳ. Chạy cực kỳ. Xét này lên cân. Size 57 đổ về là ok. 57 đổ về là ok, nhìn hàng luôn dùng em. 57 đổ về, cái này em đi nó luôn chị em mình 85k luôn. Phải không? Hàng em đang đi 125.000. Sale 85.000, set này đẹp lắm, chị em mình tin tưởng đi. Tin tưởng cái set này đi, lên đẹp lắm. Bi nè, bi 45. Bi 45. Cái này còn có set à? Màu này còn có set chi nhất. Màu vàng à. Màu vàng nhé, màu vàng này vàng gì? Size 55 đi, chốt 55 cho nó thông thả, set này đẹp lắm. 85.000 bây giờ chị Hiền Phan 85.000 set này lên cưng lắm chị em mình, mang trên này cũng được, mang bẹt bẹt xuống này cũng đẹp nha, có một set thôi 85.000. Trời ơi, rồi lên mã hồng luôn dùng 85 luôn. 85 hồng, chị Thủy Trương hồng này mới cũng đã mang chị em mình thấy rồi đúng không, hàng 100 mấy, hàng 125.000. Phải lên nền con này, phải lên nền, lên mã hồng luôn dùng là ok. Có quần đuổi sung à, sẽ có trong mà, từ từ em moi ra có hết ấy. Em định trưa nay lên xả quần mà, đại tiệc quần mà. Rồi nha, lên luôn dùng hồng. Size này 55 độ, 52, 55 độ về chị em chốt đẹp. Đẹp lắm, mua thử con này đi. Mang màu này lên cực kỳ sáng da nữa kia. Nha, sale luôn chị em mình. Cái này 85.000, giá này em chỉ sale trên line nhá. Nha, và hàng này em đang đi 125.000. Em sale nắp luôn, xả luôn chị em mình 85.000. Chị nào lấy mã set 85. 75kg em không vừa. Cái gì 75kg? Người ta đọc 55kg giờ hỏi 75kg sao vừa. Mà nhà em không có cái nào nữ 75kg đâu chị ơi. Nha, em đọc cái số ký hết chị, em để ý cái số ký mà chốt. Ui cái set này cưng. Phải à? Áo, áo kiểu này đâu cưng ta? Còn cái kìa. Cưng chưa? Cô em mang áo rồi, quần rồi. Áo là 55, quần là 89.000. Quần là 89.000. Trời cưng chưa? 49k luôn, ai nhanh có. Hàng 150 nè. Xe 49, xe 55, lên mã kiểu 49k. Hàng này chắc hàng khách xã chứ làm chị còn hồi nãy. Làm chị còn cái con áo nãy 49k kiểu luôn. Chị nào lấy kiểu 49 chốt lên luôn dùng. Size này chị em mình 55 độ về chị em chốt đẹp. Kiểu 49 có một. Chị nào lấy kiểu 49 comment mã kiểu 49 cao luôn dùng. Hàng 155.000 đấy. Hàng 150.000 đó. 49.000. Ở đâu ra 46 cả. Đừng có đặt 46 không ta. Đấy. Nhưng có đặt 46 người ta xem 49 rẻ quá, còn trả giá nè.
Để giá nè chị. Con này 55, 52 đi, chút 52 cho nó thông thả. Lên mã cánh tiên. Cây 49 hết rồi. Lên cánh tiên luôn nhường này. Cả giá nữa chứ. Cố đời chưa. Cây 52 đổ về. Cái kia vô chạm 46 thì em có bán không anh? Rồi đứt tim ra. Ai? Chép tin để nhà em đẩy đơn hết chị em rồi nha. Nha. Rồi lên luôn dụng con này. Size này dành cho chị em mình 52 độ về. Đẹp. Khủng hàng 125. Em xả luôn cho chị em mình 55.000. Quần tay ống sung chắc còn đấy. Tình ngô xăm chưa tình ngô? Tình ngô xăm chưa? Cái này đánh xăm chưa? Đánh xăm chưa? Chưa à? Đánh xăm cho xăm cho chị. Chọn quần tay trong góc, quần sung, quần lai cho em xem luôn. Thì bỏ ra đi rồi lái. Lai chứ, xả mà. 55.000 nguyên cả một set nha chị em mình ơi, giờ một cái áo. Size 52 đổ về là chị em mình chốt đạt, nhìn nè. 55.000 chạy cái quần, 25.000 cái áo. 25.000. Nha, lên luôn dụng mã này là mã cánh tiên. Đấy. Thì nhắc chị đức tin nữa chứ. 55.000 nhá, chị nào lấy mã cánh tiên. 55k chốt lên luôn dụng hộ. Chị trung kiên nguyên vô rất tin. Ý là chị đọc chứ không rét hay sao? Chưa đọc. Chị ơi vô kiểm tra tin nhắn với chị Trung Kiên Nguyễn ơi. Để nhà em còn chốt đơn nhá, không có riêng đùi chị ơi. Cái này còn SML 57 độ về. SML 57 độ về. Tên 55 57 độ về nhé, con này đẹp lắm luôn ấy. Con này đẹp lắm luôn. 55 57 độ về. Hàng này em đang đi 57 kg. Đang đi là mấy tiền? Con này đang đi mấy tiền ta? Con này đang đi mấy tiền nhỉ? Năm mấy rồi này? Đó, 59. Thôi chị Hà Trần, Hà Trần xanh bữa nay mới thấy vô coi lao. Lao cực kỳ lao luôn ấy. Kệ vì Hà Trần nhiều quá. Con này đẹp lắm luôn. Nha, rồi lên luôn những này. Đang đi 59k. Sale gọn luôn, còn mấy con SML chị em mình 55. Chút 55 cho thông thả. S chị em mình 50, M52 và L55 3 size. Bán gọn luôn nhé. Hôm nay sale gọn luôn. Tặng 39 luôn, ai nhanh có. Đừng có từng này con này. Em lên cái giá này là em lên cho nó sạch hàng luôn ý. Em đi cho nó gọn hàng luôn ý. Vì thứ còn mỗi mẫu còn ít ít nè. Tặng 39k luôn, chuẩn giá này giá bán tặng vì không thể nào đi nhập ra giá hàng 3. Con này đẹp cực luôn, chị em mình lên mang áo màu trắng ấy. Nha, lên mã 39k. SML 3 size. L cho chị Nguyễn. 3 size và tặng 39k. M cho chị Nam Trương Nguyên. Có mấy con thôi. M cho Nam Trương Nguyên. Rồi còn M. M với hai con S. S cho chị Thu Hà. S Thu Hà. S cho chị Khoảng Lặng. Rồi còn con cây M nữa là hết. M nữa là hết cho chị Thanh. Thông Thanh nữa là hết. Thông Thanh nữa là hết. Em lên giá cho nó gọn hàng. Em lên là giá này là giá sạch hàng luôn. Rồi cái này có mấy con? Hết nhé chị ơi. Hết đỏ nhé. L và L. Màu reo. Reo này chắc đuổi xước. Con reo này là con quần đuổi xước nhé chị em mình nhé. Quần đang mang còn size tới size mấy ta? Cái này hồi mua đi gì ngày? Chị đó. Như thế nào đấy? Ngày 2 à? Cái này mấy? Không, bill này mới in. Bill này mới in. Nhất vừa chơi chị mới. Mới. Ôi con này 55, 57, 55 ok luôn. Con này 55 ok, em đi luôn chị em mình. Con này 30k luôn. 4 con, lên mã số 4. Lên mã 30 nhé, reo CL. Thế. Lên mã số 4, 30k luôn, tin nổ không? Lên mã số 4, 30k. Có 4 con này dài chắc đuổi xước nha. Lưu ý con này là đuổi xước. Đều XL. Gì có XL? Sai không? CL thôi. CL thôi, 55. Nhớ luôn dùng đuổi xước nha. Nè chị em mình nhìn nghe đường kim mũi chị nè. Hàng đẹp lắm luôn ý. 30k luôn. 30 luôn, chị nào lấy mã 30 lên mã 30 luôn dùng ok nhé. Xả cho nó gọn kho, tôi bảo là thứ còn XX là em tấm lên cho nó bay hết hàng luôn. Nha, lên mã 57 kg. 55 kg, chút 55 cho nó thông thả.
chốt 55 cho nó thông thả. Rồi lên mã này, mã quần ngọc. Ông quần ngọc. Quần ngọc này là size gì ta? Còn size M à? Chị em đi trần. Quần nhung size M. Không có size M, size L chị em đi trần. Size 50 đổ về. Quần nhung nhá, chị nào lấy quần nhung thì cảm ngô lên địa chỉ trên live cho em nhé. Lên cả địa chỉ trên live cho em. Hai cái rồi, hết rồi chị ơi. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Nhìn cho Nguyên này. Quần này chị em mình mua hết gơ bán đầu trăm không? Quần nhung nha. Quần nhung mà ở trong nè. Nhìn hàng luôn dùng Nguyên này. Có mấy con? Hàng này hàng đang sale 59k. Còn mỗi size 50. Còn mỗi size 50. Sale luôn chị em mình con này 40k luôn. Lên mã 40 luôn dùng Nguyên nhá. Còn được từng này con. Quần nhung size M nhưng mà em chốt 50. Quần nhung nhá, giống như là dạng quần phòng. Nhìn nè. Giống dạng quần phòng, nó đẹp cực luôn. Hàng này hot girl bán đầu trăm. Nha, nhớ luôn dùng nguyên hàng này là hàng hot girl bán đầu trăm, không phải là dòng hàng rẻ. Nhưng mà cơ bản là em còn ít. Em lên bán tặng thôi. 40k, không bao giờ đi nhập ra được giá này luôn. Nha, chị Ti Côn thích cũ mới ta. Rồi ok nhá, lên mã quần nhung 40k. Quần nhung 40k. Toàn bộ là size 50 nha, size M, size 50 độ về là chị em cho ok. Nhung M chị Thành Trung, chị Phong Thanh luôn. Rồi siêu hồi luôn cho chị Ngọc Hoa, còn cái nữa là hết. Hết có cái xe rồi. Xe rồi còn cái xe S. Xe S cho chị Thu Hà đi, chị Thu Hà xe S. Chị Thu Hà là xe S. Em thấy chị hai chút xe S đó. Rồi đâu ra mấy con quần đẹp như rì. 1, 2 Ui, thế năm nay chị mặc được phải không? ML con này đẹp cực luôn, em nói mua nhanh con này, mang cái thể loại chì đi trời. M này 52 vô tư, nhung em hết rồi. M 52 con này phong quần đẹp, chắc đẹp, nhìn khúc dưới thôi chị em mình nhá, nhìn từ khúc quần đùi xuống thôi. Chị em mình nhìn phong quần con này đẹp lắm. Không cho trẻ mình nhìn khôn, chứ còn giờ mà đi thay quần nó lâu, mất sale, mất thời gian lắm. Hai con thôi. Con này đi trẻ mình luôn. 49k đi. Trời ơi, con này đã lắm, mua đi. Năm mấy nghìn đúng không? Không mấy nghìn. Hàng tàu nhá. Có thể lỡ rồi. 49k luôn. Lỡ rồi không nhắc em biết đó. Em tự bỏ còn có một cái. Rồi xay lờ nè. Để xay chứ đi. Còn tách ta. Xay mờ đó, còn xay lờ. Xay lờ. Không có nhắc em. Xay lờ cho chị Vy Lan. Xay lờ cho chị Minh Minh. Đóng quần luôn, con này là mango. Đấy. Con này dành cho những chị nào hai phong cách mà mang quần quần rộng á. Quần rộng á. Con này hàng 69k chính xác luôn. Hết quần. Đẹp lắm, nhưng mà size gì đây? Size 52 đổ về. Nhìn nè. Nhìn nè. Đẹp chưa? Ưa trẻ mình. Tầm cao cao lên. Mấy người cao cao lên sang cái này đẹp lắm. Em thiệt luôn. Chị nào cao cao mang lên con quần này cực đẹp luôn, vải nó xịn sò lắm. Vải xịn sò luôn. Size M nhá. Ủa, hay là Út có đặt sai không ta? Ở đâu đúng không? Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Size M hết nhá. Đẹp xịn lắm, trẻ mình về. Không biết mấy giờ. Sờ chắc, sao ơi. Sao đánh luôn ly cà phê này cái sao? Ly cà phê ông điệu sáng trời. Con này cực đẹp luôn, em nói nhận hàng về chắc phê luôn, còn mỗi size M. Hàng 69 nghìn. Hàng sale 69k nha, phải hàng 69k vì hàng mà hàng hai biên là toàn hàng đầu trăm mấy hết á. Em đi luôn cho dễ mình con này nắp luôn. 49k luôn, bay luôn, em nói là đại việt quần luôn. 5 cái thôi. 5 cái chị nào mà không thích dây dưa này á, về chị em mình may hẳn lại này. Bỏ ra 5 nghìn. Thì ai phong cách thì để này, còn ai không phong cách á, ai không thích phong cách á chị mang bình thường thôi. Là may hãng vô luôn, 49.000. Nhưng mà chắc nó quá xịn, em nói thật sự luôn. Có thấy, mà thấy rồi trời.
lên mã rêu con này chắc quá xịn luôn nha. Chị nào ưa thì để nè, không có CL, CM ưa thì để này, còn không là cắt luôn cái dây này ra luôn cũng được, cắt hẳn cái dây này ra luôn cũng ok. 49k thì không có đời nào ra được con quần này hết, còn được mấy con. Lên mã quần 49k luôn, dùng luôn ok nhé chị em mình nhé. Chị nào lấy quần 49 cái này toàn quần dài ta hết nhiều rồi ta. Còn 200 mấy à? Còn 200 mấy đúng không? Rồi nha, lên mã reo 49k, chị nào lấy reo 49 comment reo 49. Con này sót một con áo màu đen này. Quần đó là quần quần tới đây này. Quần tới đây này chín tắc đấy. Lỡ lỡ chị nào hai mang quần dạ quần chín tắc ấy. Dạ quần chín tắc. Rồi cái này em còn hai con 59k. 10 cho chị Hà Phạm thì. Cái này là tàu khô. Cái này còn được hai con này thôi. Sao? Cái này là tàu khô, cái này được hai con thôi. Cặp này trong váy bỏ lên treo luôn. 59k tàu khô, cái này toàn theo size 55 độ về chị em chốt đẹp một đen. Lên 59 đen và 59 màu nâu. 59 đen, 59 nâu em có hai cái thôi. Còn hai cái. 59 đen và 59 nâu. Đây chị Minh. Rêu ở dưới rồi nè. Đây chị Vi Lan. Rồi nâu dùng đi nhá. Áo đang mang hết màu trắng rồi chị, hết trắng rồi. Nâu cho chị Khoa Đức Nguyễn khách mới cũ ta. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn, hẳn trên like luôn dùm em chị ơi. Lên cả thông tin trên like. Ui con này là quần đuổi sứa. Con này đuổi sứa chị ơi, chị Khoa Đức lên thông tin trên like cho em rồi chốt đơn nhé. Cái này có hai con. Ống bo, ống nhỏ rồi. Con này ống nhỏ size 50 thôi nhá. Size 50. Em đi chị em 45 cao luôn. Cho nó bay hàng nhé. Rê cho chị Hà Phạm Thị chưa? Nhìn cho nguyên này, con này đuổi sứt nhá. Không ai like mà quay cận luôn chị em mình có chắc phải hết trơn. Thật sự luôn. Em bao chắc luôn chị em mình một con, hai con. Hai con đều về size S, size 50 đổ về. 45 càng con luôn. Còn 45 càng con luôn. Có hình thì Bảo Hòa thì gần đây mình. Còn được hai con thôi, chốt mã này lên mã 45k. Đuổi xước nhá. Nguyên nói rẻ thôi, người ta bán cho chị em mình 85.000 là giá rẻ nhất. Và này hồi bà chưa làm cho Nguyên bà mua con quần này mấy, trăm mấy. Đuổi xước là mua trăm mấy vô. 130.000. Rồi mà lớn sớm là lên chợ mà trả lận chửi. Tao giỡn. Rồi nha. Có nút. Đạp cái chì ra. Con có nút. Minh Minh size 50 đổ về. 55k nót. Lên mã trăng váy 55. Có con đó đó nè. 49 đủ 55k là cái gì ta? 45 chứ. Còn có dây thôi chị. Nút hết rồi. 45. Từ con. Bỏ cho chị con đó đi. Đấy. Để chốc ly huỳnh. Chốc ly huỳnh. Hay là nghe ăn xé cái lộn. Ồ, thầy lên 55k. Lộn 45k kìa. Quần đùi từ từ chờ em xíu. Con này là quần chăn váy ring nha. Chăn váy ring size M. Còn cả đi gọn chị em mình 55.000. Nhưng chị em mình đi mua rồi ăn 120.000 đồng. Mua chăn váy ring có rẻ hơn là 120.000. Hàng này hàng mềm giãn nhá. Mềm giãn những con ngắn này là ở trong có quần hết. Ở trong có quần nhá. Lên mã chân váy 55 luôn. Ok, siêu rẻ luôn. Chân váy 55, chị nào lấy chân váy 55 comment lên luôn dùng nguyên cái này là hàng khách sạn. Chân váy 55 nha, cái này còn hai cái. Hàng này hàng hai cái CM chị xuống hả ba? Thế mấy giờ có kết quả? Hái xe cho bà đi. Hái xe cho bà đi. Hai con này size 50 nha. Đấy. Ờ. Hai con size 50 nhé, còn hai con size 50, 55k luôn. Thời gian phan cái đó. Còn hai con lên mã số 2 nhé, hai chữ này, hai kiểu này nó tương tự như nhau, lên mã số 2 luôn dùng em nhé. 55k, lên mã số 2 55k con bao chắc luôn. Cái mắt bà giống như gần đứt cổ rồi đó. Còn hai con nha. Ui, lên mã túi luôn dùng nguyên. Size 55k hết, toàn size 52 hết. Còn toàn size M. Toàn size M thôi. Nha, lên luôn dùng cả mã nịch này nữa nè. Nha. Mã số 2 chị Hiền Trang. Túi hộp cho chị Minh Minh. Túi hộp chị Minh Minh. Rồi lên mã nịch luôn dùng nguyên nhé.
Mình đang xây nhỏ rồi. Xây dưới 50, cái này chị em mình mua cho bé thì được. Xây S rồi, con này xây S rồi. Lên con này S, S chị Minh Minh luôn. S chị Minh Minh luôn. Rồi lên mã này là mã S luôn. S nút. Ủa siêu lâu rồi mới thấy coi like luôn. Hình như còn mấy con quần da chăn váy là ngay dưới góc luôn. Chị Nguyệt. Dưới kệ, dưới cùng. Ừ, hơi gặp đúng không? À, em thấy dưới kệ nó còn cặp đấy, bên cặp sát bên nữa là cái chi tiếc làm chi nữa, bỏ ra hết đem theo đi. Lên luôn dùng mã nút nha, comment nút luôn, dùng cái này xe S xe 50 độ về nhá, 55k nút. Chị nào lấy nút comment lên nút luôn dùng. Ok, em không biết cái này là gì, bỏ hết theo hết hết nút cho chị Nam Sơn Nguyên theo hết này. Chăn váy, chăn váy này mà đi biển đi đồ thôi rồi luôn này. Hàng này Nguyên đi mua 195.000. Em thiệt đang đi mua 195.000. Đi mua con này là vô sốt là 195.000. Rồi lên mã váy xanh, xanh 55 độ về nha, cái này máy lớp lần. Váy xanh những cái này đi biển ok luôn. 59k đi. Coi như là trẻ mình đi mua rẻ rồi, 159k. Em đi 59k. Hôm bữa em mua con này màu đen, dài hơn xíu, 195.000. Xanh cho chị xanh, rồi ok. Ô, con này quần mango 1, 2. Quần mango này là hàng siêu thị nhé, trẻ mình nó size M, size 55 độ về. Được 2 con, đi 45.000 luôn. Quần mango dài nhá, quần ống bo nha chị em mình, hàng này hàng siêu thị nha. Chắc của nó là mango nhá. Cái này em đi luôn chị em mình, nó 45k luôn. Hàng này chính xác mình đi bao nhiêu tiền vậy? 50 mấy, 59.000. Sale 59.000. 59.000 là em đi giá sale rồi đó. Là cho nó gọn nhá. Hàng này hàng siêu thị. Lên mã mango, quần ống bo size 55 đổ về cho size M, 45k luôn nha. Đi cho nó bay hàng thôi. Còn rất lại cái em bỏ hết cho nó gọn thôi. Đây con nữa hiện. Size M. Mình làm cho chị Ngọc Phúc Tâm cũng còn à. Rồi size M này. Nà, khách nào thiếu thì chị kê lại đi. Còn đợt hàng nữa về thì ấy. Rồi cho chị Minh Minh. 1, 2 váy nhung. Chân váy nhung. Xịn chưa? Toàn hàng xịn, con này toàn hàng tàu hết á. Đây này 50 độ về, 52 độ về. Đen cho chị, đen 45 cho chị em đi chà. Chân váy nhung đang còn rất lại 2 con. Hàng tàu hết nha chị em mình ơi. 52 ký độ về cho xây mờ. Lên mãi chân váy nhung. Cái này em đi luôn chị em mình, nó 59k luôn. Xây mờ cũng xả luôn rồi. Xả luôn rồi. Trong đó còn toàn xe S thôi. Cái này em có 2 cái. Em đi luôn cho chị em mình con này 59k nhung nhá. Được 2 con nhung. 59k. Kim Cương Nguyễn. Quần mango làm gì còn chưa? Quần bay cẩm ngô. Em nói là sale 4 hết rồi đúng không? Mango hết rồi. Hết rồi chưa? Hàng siêu thị. 50 mấy nghìn em mất tiền. 59.000. Hàng siêu thị sale mà sale hàng 4 cho em đâu phải đi 140 mấy nghìn mà chị em mình xác nhất từng cái. Em nói thật sự luôn ấy. Rồi một con tách ta. Hàng tách ta này là chị em mình đi mua bao nhiêu tiền cho chị Huỳnh Huyền luôn. Tách ta là hàng hot girl bán cho chị em mình 195-175 nghìn. Size này 57 độ về nha. Lê mãi chân váy tách ta này. Chân váy tách ta em đi chị em mình nói 59k luôn. Cho nó bay nhé, còn rớt lại cái. Thế chị em mình cứ sợ đi, phải tách ta là giá đó không. Áo Nguyên đang mang 60kg vô tư chị hàng giả. Quần tay ống sung từ từ. Chị bóc coi từ cái cặp nào là quần tay ống sung cho em lên. Coi cặp nào là quần tay ống sung. Lên mã tách ta luôn, dùng là ok nhé. Tách ta em đi luôn chị em mình 59k. Rồi con này lên mã kim tuyến. Size S. Size S nhé. Nhận nhung dày mà phủ kim sa ấy. Cái này size S, size dưới 50 là chị em chứ ok. Con này em bán tặng chị em 45k luôn đi. Còn cái size nhỏ chàng 45 nó nha. Lên mã này là mã kim tuyến 45k. Con này xinh xịn cực kỳ luôn nha. 45k con này size S nhé. Chị nào lấy chân váy size S 45k lên luôn dùng nguyên. Đi đây sắc nét à. Còn một cái sắc nét này đi 39k này. Sót lại đây nè. Sắc ta chị Hiền Liên. Sắc ta chị Hiền Liên. Con này 39k. Comment mã này là mã nách cam 39 size 62. Nát cam 39 size 62. Gọi xe cho anh Tình, gọi xe cho. Size 62. Còn con áo quẩn này đi chị em 45k luôn. Con này chắc của nó là chắc có tông tàu.
nha. Hai con này còn có tông tàu, mã nách cũng có tông tàu, và áo quẩn trắng này cũng có tông tàu luôn. Sai chị em lấy 60 nhé. Con này 60 này. Đi chị em mình là 439k đồng giá đi. Hai cái nó 39k luôn đi. Con hai con nó đi 39k hết luôn đi. Trời ơi, con này mà không phát nữa thì thôi, sai 55 đổ về. Lên mã bò. Nách cho chị Khoa Nguyễn Đức. Bò sai 5 tuổi, hôm bữa chị ghi rõ, chị Phan chị ghi rồi. Thế. Nó cao em hết rồi. Váy bò nè. Váy bò 59 nè. Le không à? Quần da luôn. Bò của chị Trung Kim Nguyễn. Không chị ơi, không có cái nào 50 mấy ký cho. Ủa vẫn chưa rết tin à? Chị ơi, chị Trung Kiên Nguyễn ơi, vô đọc tin nhắn giùm em nha. Nhà em chốt đơn từ sớm, không đọc tin nhắn. Lưng chẳng bá chị nữa, chị Xuân Hồng Ngô. Một, hai, ba. Lên mã quần da luôn, dù có cái gì em lên cái đó. Em nói em xả quần cát, tiểu quần, cái gì cũng có. Lên mã da xịn luôn, dùng nguyên đi. Lên mã quần xịn luôn, dùng nguyên nhé. Size này 55 đổ về, hàng này trẻ mình mua đầu rẻ nhất là 150.000 con nha. 150.000 một con. Lên mã quần da xịn. Em đi chị em 3 con còn lại. Hàng tàu nhé, 55k con luôn. Được 3 con nhé. Size 52, 55 trẻ mình nhìn. Quần da mà hẳn ở trong cái quần, mà ở trong có thêm lót, thêm cái quần ở trong nên. Lên mã quần da xịn luôn dùng nguyên nhé. Em đi luôn trẻ mình nè. 55.000 nha. 55.000, chị nào lấy quần da xịn lên quần da cho chị Trương Hiến. 55.000 con, rẻ chưa? Giá này em nói là đại tiệc quần luôn ấy. Đại tiệc quần luôn ấy. Các thể loại quần và tới đây áo gì. Đây cái nó còn size S thôi, size 55 đổ về, cái này em giả. Thôn nó không rộng nha. Em đi chèo mình giá này siêu rẻ. Dạ cho chị 55 ký. 52, 55 ký đó. Chị cũng kiên nguyên. Hết quần da. Đây 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 đây. Mờ. Mờ nhưng mà 55. Đây đây quần đùi đây nè. Con này tới 65 ký luôn. Tới 65 ký luôn chị mình nha. 65 nè, 60, 62 nè. 62 nè. 60 nè. 55. Thấy quần da nha, lên mã quần nút luôn dùng là ok. Lên mã quần nút nhé, 55.000 nguyên con. À quên lộn, 55 kg em có 2 cái. Nha, 60 kg em có 1 cái. 62 em có 2 cái và 65 em có 2 cái. Những cái này là số ký quay đầu. Em lên luôn cho trẻ mình con nào luôn. 59k con này đẹp lắm. Con này mẫu mới năm nay. Phía sau của nó là lưng thun nhé. Lên luôn dùng nguyên con này. Quần 59k kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Dạ mình không biết ma sẽ gì, lên cho em số ký đi. Phía sau của nó lưng thun nha. Em đi luôn cho trẻ mình con này. Giá lên luôn cho trẻ mình là 59k. 59k size M này. Size M cho chị Ly Ly Nguyễn đi gì. Size XL cho chị Thanh Liên. XL chị Thanh Liên. Rồi nhá, chị nào lấy nút kèm size luôn dùng nguyên nhé. Size 62 cho chị Hoa Trần lấy size 2. 59k lấy size 2. 59k con này luôn nha. Chị nào lấy cái này, em còn một con size M cho 55 đổ về này. Size 2X là cho 60 đổ, 62 đổ về. Và size 3X cho 65 đổ về. Đến khi nào mà có con nè. Size 65 có nè, cho chị Diệp Kim. Size 65, cái này chốt rồi mà. Được đấy. Mới thả xuống là chốt rồi Diệp Kim. 65 Diệp Kim lúc lucky luôn nè. Vi lucky rồi nè. 60 quay đầu là hết rồi, còn 62 quay đầu. Còn 62 quay đầu nè. Cho chị Lê Thị Kim Hạnh. Còn một cái size 55 đổ về nữa là hết. Còn một cái size 55 đổ về nữa chị em. Còn size M 55 đổ về. Và nguyên đi luôn cho chị em mình là 59k. Phía sau được cái lưng thun giãn nhiều sướng nè. Còn một cái size M nha, 55 đổ về chị em cho ok. Lên luôn cho mã M 59k luôn dùng em được.
nha. M59 thì nào lấy M59 comment lên M59 cao luôn nhiều, ok. M59 nó kẹo mình nhé. Mời cho chị Thanh Trung. Quần ấm cuông rồi. Ấm nhỏ rồi. Ấm nhỏ. Cái đèn chả biết cái gì. Cái đèn mới không biết cái gì hết. Biết sung hà lai hà đứng. Chị Hoa Phan nhỏ thôi. Ống nhỏ cái này size S. Cái này ống nhỏ size S. Em nói đơn giản này nè. Thế. Mà có 32 nữa à? Ôi thế mà mình không like 32. Không chị ơi. Cái này size S, lên mã quần công sở luôn dùng nguyên nhé. Đợt quần Nguyên đang mang còn size tới size chi chị? Quần em đang mang còn size tới size gì? Thế. XL. Ừ, con này đẹp chưa nè. Không cả. Size S nhé, nguyên 52 kg vòng mang hai quần á. Lan luôn dưỡng mã công sở S, cái này em chịu khó em thử cho chị em mình xem nhìn phôn. Đẹp chưa? Em mang hai quần hết size S nhé. Cái này có đai chị em mình bỏ đai vô dùng nguyên nhé. Lan mã công sở size S con cả. Chị Minh Minh. Thằng nàng mấy ta? Sao chị em 65.000. Con này 65.000 luôn. Hàng 89k. 65.000 cho chị Minh Minh size S. Nguyên 52 kg rồi đây này. 65.000 nó luôn. Quần này ống nhỏ nữa rồi, cái này để thử phôn luôn chị em mình xem. Chờ em xem thử phôn con này nhé. Thử phôn con này, tùy phôn, tùy đợt hàng ấy. Em mang thử chị em mình cái này phải mang size M đi, để coi có vừa không. Riêng con này size M chị em mình 50 đổ về. Lên mã M nhé, nút size M. Em sale gọn luôn, 65 cao luôn. Giá này chị em mình khỏi phải lăn tăn gì hết. Hàng này hàng, nguyên có sale, sale 80 mấy nghìn đây nè. Đây, rồi size M nhé, size M này. Size M này, chị Minh Minh luôn, còn ML. Cá size L 52 đổ về. Mở chị Minh Minh rồi còn size L 52 đổ về. Chị nào lấy cái này nút size L. Nút M cũng đang mang hai quần với chị em mình. Trời siêu vẻ luôn. Nè, con này mà đi 65 thì quần công sở. Size M chị Minh Minh rồi còn cái size L 52 đổ về. Đó chị Minh Minh luôn. Quần đang mang là quần ở trong 89k còn chị. 89k còn. Còn nhá. Size 65 luôn đi. Còn mấy cái lẻ tải này đều dùng như cho nó gọn. Rồi lên mã này là mã đai. Đai có 1 cái. Đai có 1 cái, chị nào lấy đai rút rút. Đai này có 1 cái cho nó nhanh. Đai này size L luôn. Ê cái mã đờ từ đầu ấy. Đai này size L phải là 55kg. Hồi nãy em mang size S. Con này hồi nãy em mang size S. Rồi nha, đai size L con này 55kg đổ về là ok. Đi 65.000 nắp luôn. Chị nào lấy đai size L comment đai size L ưu dụng là được nha. Con cái này chị em mình tự về thắt đai vô 65k đai size L. Đai size L. Nút size M em hết rồi cái này cho chị Minh Minh. Chị Minh Minh. Cái này là cái gì? Nhiều lắm, em nói là cái kho quần nhà em nó nhiều cực kỳ luôn. Ôi, con này đuổi xước size S. Đuổi xước, cái này có một con đuổi xước. Em đi chị em 45k luôn. Nhiều lắm chị em mình không thả em lên nhanh, em đi cực kỳ nhanh luôn này. Size S nhé, có 1 cái này. Chị nào lấy cái này lên mã S luôn dùng em. Con này chắc đủ sức đi 45k luôn size S. S nút này 45k nhé. Con này chắc đủ sức nhờ phô của nó chung giống con quần công sở ấy. Lên mã 45k. Quần size S cái này có 1 cái. Size S cho chị Ngọc Phúc Tâm. Size S con này quần mango. Size chị em 69k luôn. Mango em nói là giờ đi cắt mai không là đã 105.000. Ok nào con quần ngố 69k luôn. Đuổi là 45k. Con này size 50 đổ về. Con này quần sớ ấy. Còn size gì vậy chị? 38, 39 à? 235, 135 một vàng. Xem lên. Để xem lên. Quần này là dạng quần sớ này nè. Nhưng mà vải của nó là vải manh hồ nhé. Size 50, 52 đổ về. Chút 50 cho nó thông thả. Cái này em đi luôn xe dẹo mình luôn. 65k đi. 65k. Quần và một quần manh hồ này vải nó đắt. Vải nó đắt lắm. Nhá. Đi luôn đa mango phụ kiện. Chốt lên luôn dùng cái này. Comment mã này là mã 65 quần mango nhé. 65 gì? Thì nào lấy 65 lên 65. Ui cái này còn đai size của ta. Mã đai này nè. Đai SML nè. Đai hồi nãy cho ai nữa ta? Cái đông ngực em lên rồi. Có đai size L nè. Ôi đai size L nè. Đai size L cho ai nữa? Chị Lê Thùy nè. À, đai size M hồi nãy cho ai nữa ta? Ngọc Phúc Tâm à? Ngọc Quốc Tâm đai size M đúng không? Hồi nãy chưa có đai. Đai size M, size M. Đai size M đấy. M cho chị Ngọc Quốc Tâm đúng rồi.
Rồi còn cái đai xe S này từ đầu chị nào chưa có lên nè. Đai xe S nha. Đai xe S 65 luôn này. Mã đai hồi nãy em thử rồi đấy, size S cả là size XL cả. Size 55 rộng mấy size 55 thì size XL hơi rộng xíu. Cái này tầm khoảng 57. 57. Còn cái size S là chị em nguyên 50 kg cũng đang mang size này. Chị nào thấy ok thì chị em mình chốt. Bụng của này của Nguyên bữa nay cũng hơn 70 rồi. Eo cũng hơn 70 rồi. Đây hồi nãy mang size S, giờ mang thử lại chị em mình còn cái size S cái size XL nhá. Size XL 60 kg hơi bị ấy, tầm 57 độ về là ok đây nè. Nha, đai size S size 50 độ về, chút 50 cho nó thông thả chứ nguyên thịt chặt là giờ 52 kg rồi đây. Nha, đai size S và đai size XL còn hai cái. Chị nào lấy mã đai cái này sale chị em 65k. Kim cương Nguyễn luôn size XL. Size 65 luôn. À, khách chốt rồi chờ còn cái size S. Từ đầu like chị nào lấy size S nên lấy size S này tự chị em mình từ về ấy ra nhé. Còn không ưa cái này thì mở tháo cái đai này ra cũng được. Kim cương Nguyễn. Quần size nhỏ hết đây chị này, size S này. Size S này, đây size lớn rồi. Quần tay thì nhà em không thiếu. Quần tay có đài ra nhưng mà em không biết. Ui trời ơi, size S cho chị Minh. Mi nè, mi công sở. Mi tàu luôn, cái này 55 độ về. Mi tàu nha, em thử chị em mình dán một con quần mì. Mi đây đỏ. Size 55 độ về vì con này hàng giả nhá. Mi cái này em đi luôn chị em mình là hàng 89.000. Thì chị em mình đón con này 75.000. Quần này là quần mì nha, quần giả mà chị em mình. Nhưng mà form của nó form quần công sở, nhìn form đẹp lắm luôn nha. Chị nào lấy mì size XL sale chị em 75.000, hàng này hàng 89.000 một con. Mì em chạy chuẩn luôn cho chị em mình là mì da đỏ nha, không phải là mì xổm đâu. Không phải hàng mì pha, không phải hàng mì leo đâu. Em luôn dùng cái con này em đi chị em mình 75k size XL. Xe 55 đổ về thôi, chốt cho nó thông thả thì hàng này hàng giả. Mua những con này đi. Chị em mình đi làm công sở mang những con này rất là sướng. Tại vì chị em mình mang quần rin, quần đồ nó không thấm mồ hôi đúng không? Con này nó giãn nhiều, nó thấm hút mồ hôi. Phone này phone quần công sở nữa. Cho chị Ngọc Phúc Tăng. Còn một con nữa nè. Còn một con mì xếp lờn. Đây chị em mình 75k nó. Hàng 89k em không có nó điêu nhá. Nó hàng này là hàng đặc đấy. Ở hàng này hàng đặt làm vì em chạy toàn mì sọc nên nhiều chị đi làm không được. Là con này làm hàng đặt. Đẹp lắm luôn chị em mình nhìn phong quần này. Mì nha. Mì chị Huyền Nguyễn luôn hết. Thầy Nguyễn luôn hết. Cái này dán sung vậy nè. Toàn em dồn. Ui cái này toàn hai biên. Cái này toàn hai biên nhá, size XL. Cái này em đi chị em nó 79k luôn đi. Hai biên nha. Vải hai biên nó xịn lắm. Hàng này hàng 140 ấy. Người ta sẽ sale 140, 57 độ về cho size XL. Lên mã 2 biên nhé, 79k. 2 biên nhé, 79k. 79k nha, chị em mình để hàng có sale là sale trăm mấy nghìn. 2 biên nha, chị nào lấy 2 biên size XL lên luôn dùng nguyên nhé. 57 độ về là chị em chốt đẹp. Em đi luôn chị em con này 79k 2 biên. Chị nào lấy 2 biên lên 2 biên phải không? Hàng này có sale 85 nghìn. 2 biên size L. 2 biên chị Minh. Chị nào thích cái này nó có kèm tặng, có cái nó tặng kèm mịt. Xe L xe 55 đổ về nha, lên mã 2 biên L. Phải công sở 2 biên thì nó mướt mát rồi. Xe L nhá, 55 đổ về chị em cho ok. Chị nào lấy L comment lên L luôn thì ok nhá. 79k nha, chị nào lấy 2 biên 79 lên 2 biên 79. Xe L nữa nè. Xe L này kèm mịt. Xe M chị biên biên. L nè. Còn M còn S 79k luôn. Còn M và còn S 79k. Cái này em mang size S ok nè. Còn size M S50, M52 nha, S50 và M52, L55 và XL57. Đẹp, bao đẹp luôn. Kèm một cái nịt cái này chị em mình không thích thì ấy cũng được. Nó xịn lắm, với những con này xịn lắm. Chị em mình coi chắc này. Cái này XL không còn. Cái này không còn XL. Còn M với L, SML 3 size. SML 3 size mà em đi luôn chị em mình con này giá lên chị em mình 79.000 mua thử những con quần công sở 2 biên đi. Khách nhà Nguyên về khen quá chừng luôn. Hôm bữa trong live đợt với cái quần quần loa, quần ống đứng rồi đây nè. Đẹp cực kỳ luôn. Xịn nha, dòng này dòng công sở xịn. Dòng này dòng công sở xịn. ML à. S cho chị Ngọc Phúc Tăng. Rồi còn ML chị Minh. S hết rồi nhá. ML chị Minh Minh. ML chị Minh Minh, cái này nó kèm mịt khác. Con này kèm lịch hết nhé. Xịn xò lắm. Ok.
hay không. Cái này là ống nhỏ, cọc này là cọc quần ống nhỏ nhé. 60 mét rồi, cọc này là cọc quần ống nhỏ nha. Ôm tấm, cái ôm mới tấm không thấy tung với loay trơn trời. Còn ống nhỏ thôi chị ơi, hai pin size M. Con này lên mã túi size M đẹp lắm, túi size M, túi size L, túi size XL, túi size XL. Rồi lên mã túi luôn dùng đi, còn ống nhỏ nha. Cái này còn ống nhỏ và hai viên hết. Em sale gọn của chị em 79k. Lên mã túi cái này có kèm liệt chị em, mình nhìn cái vải này, nhìn cái ở trong mai này. Toàn bộ là hàng này dòng cao cấp hết chứ không phải hàng sổm sổm đâu. Nhưng mà đi chị em hàng 7. Đi hàng 7, em nói đơn giản giờ mua con quần học sinh là bao nhiêu tiền rồi. Con quần học sinh vải của nó vải Vitex thôi. Cũng trăm mấy, trăm mốt, trăm hai đúng không? Mình chỉ trăm rưỡi gì. Đây, còn cái này, ui. Còn cái quần gì, quần nhung vậy? Túi size XL chị Minh Minh. Rồi nha, lên mã túi luôn dùng, kèm size, kèm số ký luôn dùng được. Túi size XL. Túi size XL chị Minh Minh. Đẹp cực kỳ. Nha, xịn sò. Rồi còn size S, size M, size... Không phải. Còn M, L, XL. 3 size. Thế em mà 57, 58 độ về là ok. Nói chung là những cái con này nhận hàng về mà chắc không phải hàng xịn, không cần mua hàng luôn. Những cái này là em bao chắc bao giá luôn cho chị em mình luôn nè. Xách lợi thắng luôn. Cái này là nguyên bao chắc bao giá luôn rồi. Xách 60kg em hết rồi chị ơi. Em còn xay 55 độ về thôi. Túi còn xay 55 độ về. Đủ xay à? Đủ xay hồi nãy của chị xay gì? Xách lợi. Xách lợi. ML luôn. Ok, hết XL rồi. ML luôn. Ok, ML luôn. Hồi nãy cái này thấy không? Ông nhỏ này, ông tấm này. Cái này ống tấm, cái này có một con. Cái này là ống tấm. Cái này có một cái, rồi lên mã nâu size XL. Có một cái size XL thôi. 57 độ vậy. Không lẽ hết la hết đứng à? La lấy. La đứng cũng được. Ở lấy, ừ, hồi nãy không phải. Không ống tung. Túi hết XL rồi. Nâu size XL có một cái. Chị em mình nhìn hàng. Nâu XL có một cái và em đi gọn chị em 79k luôn. Cái này giá hàng xã hết nhá. Giá này toàn ngồi giá hàng xã. Chứ còn không đi nhập ra cái đầu bẫy đâu. Ui con nó cũng đẹp kìa, con đùi nó đẹp kìa. Đó, lẻ tẻ nó cho em lên luôn cho nó sạch hết luôn. Có một cái tôi lên luôn cho mã nâu nhé, màu nâu. Nâu cho chị Hiền Ly. Nâu chị Hiền Ly. Gì đây CL. Con này ống nhỏ size L. Ống nhỏ size L. Ống nhỏ size L 79.000. 79.000 size L rồi, con này rộng size 55 độ về. Thế. Con này to quá, con này to quá. 55 độ về chị em chốt đẹp. Nha, lên mã L 55, phải hai biên hết. Đẹp lắm, con này đẹp lắm luôn. Hai biên size L 55 độ về nguyên dư khúc này. Rồi nha, lên mã L. Chị nào lấy L lên L dùng đi nhé. Còn con túi size L thì nữa. L cho chị Tâm Lê. L chị Tâm Lê. Nào rồi ạ. Tâm Lê. Nào cho chị Ngọc Phúc Tâm. Ngọc Phúc Tâm. Còn một con nào này cho Thắng Ngôn. Thấy cái đống quần đen biết cái là không biết cái bộ chi vô. Tây vừa. Rồi lên luôn cái này cũng hai biên luôn. Cái này hơi ngầu ngầu xíu. Cái này hơi gọi là phong cách xíu nè. Nhìn nè. Xe 79 cao luôn, xe M, xe 52. Vẫn là vải công sở hai biên nha, toàn hàng xịn thôi chị em mình ơi. Nha, rồi lên nút cho mã nâu tay. Nâu tay màu nâu với màu nâu xe M hoặc là lên mã nút xe M luôn. 52 độ về, dáng của nó hơi dáng hơi thụng xíu á. Hơi gọi là dáng thụng xíu. Nút xe M con cá chị nào lấy M lên M luôn dùng ok. Siêu rẻ luôn. Con này đi 65k. Con này vải Vitex, em like rõ ràng luôn nhé. Con này vải Vitex size 50. Lên mã M nhé. M nha, con này Vitex size 65. Chị nào lấy mã Vitex size 65 lên luôn dùng luôn là ok. Vitex size 65. Đây con quần em đang mang. Lòi ra rồi đây. Đây là cho em tập. Cho em tập. Quần dài được không? Quần Tomboy. Quần em đang mang đây nè. Đây phô quần em đang mang luôn. Vải của nó là vải mì tàu nhé, size L thôi. Hồi nãy lấy cho em size gì đây, size M. Còn hai cái size L,
Em nghi cái quần này quần ngố quá nè. Chị mang là ngố. Đây mà. Này ngố. 79k luôn. 79k con này luôn, size 55 được 2 con. Lên mã 75 đi. Còn được 2 con. Mì này Hà Binh nhá, Hà xịn nhá chị em mình. Mì này là mà xịn, mì xịn không. Nhưng mà là ngố nha chị ơi. Mì ngố nha, nâu tay. Nâu tay. Ờ nâu tay cho chị Hà Phạm. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này. Comment mã ngố 75k luôn thì được 2 con size này, size L. Size L nhá, size 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Vải này cực đẹp luôn. Em nói thật sự mua hàng về đi. Bao sướng bao chắc luôn chị em mình luôn. Nha. Cái này không có dài, dài chưa lòi ra nhá. Từ từ chờ em xíu. Dài dài từ từ chưa lòi ra. Nha ngố 75k chị Ngọc Phúc Tâm cái còn cái nữa. Con này mà mua hàng này mà không xịn không đẹp thì thôi luôn. Nha, những cái này em tự tin em bao chắc và bao giá luôn cho chị em mình luôn. Rồi nha, lên luôn ngố còn đường cái. Size này chị em mình 55 đổ về chị em chốt đẹp. 55 đổ về nhá, chị nào lấy ngố còn ngố kiểu này nữa nè. Size 50. Size 52. Size 52. Dán quần ngố, cái này y quần dài là còn hả chị hả? Cho em lên luôn. Một con bo dán dài. Được chưa? Size M nhá, size 52. Lên mã M. Size 52 đổ về nha. Hàng này xịn xò lắm chị em mình lên nhanh tay con này luôn. M nhá. 50 áo quần lộ 75k. M 75 đó là cái cặp quần mà nó không thấy cặp quần dài. 15 mà chị Nga Dương không lên size. Thôi chị đi, hàng cái con kia đây. Con nhỏ à, không ôm. Có 75 có size L ấy. Có 75 đang đi size L mà. Đang đi size L nè nghĩa. Size M cho chị Ngọc Phúc Tâm luôn nè. Hồi nãy chị lấy size L. Bỏ size M luôn. Hồi hồi chút đơn ngái sao. Ui. Con này đẹp đi. Coi 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 dùm size dùm em chị. Con này coi dùm size hai biên nhá. Phía sau lưng thun coi dùm size em cái mã quần này phải chính xác mã quần này. Coi tắt nè. Có size đâu đó. Thêm size S đi coi nè. Thử size S nè mong trang được không ạ. Con này đẹp lắm. Phía sau của nó là lưng thun nè. Chị nào đi làm công sở mang con này ok luôn. Dung ơi, kéo cái quạt ra ngoài này xíu nè Dung. Xa quá. Quạt kia một rồi. Quạt kia nhím đem vô phòng. Cái này mang sẽ ok luôn. Ôi trời ơi. SMXL à? Con này xin lỗi, đủ đi. Đủ đi. M kiểu dứt dắt nhé. Cái này còn nguyên ri hai biên luôn, em đang mang size S, em 52 cái và đang mang size S. 52 cái đang mang size S đẹp à, con quần đẹp. Phía sau lại lưng thun. Mang hai quần đấy, nhưng mà ở trong quần nó dặn hơi quần bo thì hơi phòng chỗ này rồi đó. Đó, mà mang cái quần này. Do mang cái quần bo ở trong mà là chỗ này nó đã phòng rồi nè. Rồi nha, lên luôn những mã này là mã thun luôn dùng đi nhé. Bo thun phía sau nên là rất là dễ mang. Size S, size M, size L, size XL. Em đang 52 cái đang mang size S. Nha, thật chứ, chắc đến 50 đi. 50 size S, size M cho chị em mình tầm 52 đổ về. Size L chị em mình 55, XL chị em mình 57, 58 đổ về. Nha, lên con này em đi, chị em 79 cao luôn. Phía sau được cái là lưng thun nhá. Lưng thun mang bao kính luôn. Có cái gì út đây. Nếu cái này. Cái này ưng, lưng thun biết chị có ưng sao. Đi, nói thật sự mà đi may rồi giờ may, may vậy đi test. Trăm mấy nghìn cái. Ờ, nhưng mà tụi hắn cũng mang quần đen mà. Lên cấp 3 quăng mang quần đen mà. Xe lợi chị Tâm lên. Ờ, lên cấp 3 quăng mang quần đen được mà. Xe lợi chị Tâm lên. Lên mã bo tung luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi, đi 79k. Sợ chưa. Nguyễn Thị Thanh Vân CM. Nguyễn Thị Thanh Vân cái cũ à ta. CM. CM, CL rồi còn CS. Như nguyên 52 cái nguyên đang mang CS. Và size XL nữa là ok cho chị Huỳnh Thị Thu Hà cái size XL. Còn cái size S nữa là hết. Nha, chị nào lấy size S comment lên size S luôn dùng luôn ok nhé. Còn cái size S thôi. Cái này có sáu. Cái này còn mái sáu thôi. Cái này em sale gọn luôn cho chị em luôn. Cái này em sale gọn luôn. Size L em hết rồi còn cái size S thôi chị ạ. Còn cái size S thôi. Biết mang mình thử cái thể loại trên đi. Cái này size 52 đổ về lên kem luôn rồi nhá. Đi 55 cao kem luôn. Quần đùi nhá, con này quần đùi nhá. Quần sọt nhá. 52 ký đổ về. Lên kem luôn dùng luôn là được. Mang
Má này cho nó nhanh đấy. Kem dùng nguyên nhé con cái. Kem 52 đổ vì. Em lên luôn chị em mình con này 55k kem. Cố gắng tương tác tí như chị em mình không. Nói chung là những cái quần này nó rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Kem nhé, chị nào lấy kem 52 đổ vì nha, màu nâu tay. Màu nâu tay luôn dùng nguyên nhé. Nâu tay 50 này, 52 này, 55, 57 cho màu nâu tay. 55k con này luôn. Hàng này là 69k. Hàng này là nguyên xe 69k. Nè, rồi lên mã nâu tay luôn dùng nguyên nhé. Nâu tay 52. Nói chung cái này tới 57. Kem cho chị Huyền Hồ 60 luôn chứ. À 58kg độ về con này, 58kg độ về con này. Mà hơi rộng chứ. Hơi rộng chứ. Lên nâu tay kèm size luôn dùng nguyên nhé. Nâu tay lên kèm size lưng cao nhé. Nâu tay kèm size. Tại vì mang trong này hơi mang size này hơi rộng chứ. Mang con này size L 57, 58 ok. Em đang, em nói thật, em đang soạn này, nhà em đang soạn này, nó cũng mớ quần màu đen. Trừ không biết nè, 55. Em không biết cái quần nào không tung, quần nào không loe. Nên là từ từ em moi ra từng cái này chị em mình nè. Phải moi ra từng cái đây nè. Cứ mớ quần này đâu có biết quần. Chủ yếu là giờ còn ống nhỏ thôi. Cái gì Thiên Nghi con? Thiên Nghi 57kg. Thiên Nghi này. Rồi nhá, chị nào lấy cái này 52, 55. Còn 52, 55 nữa thôi, chị nào lấy 52, 55 lên luôn dùng. Chủ yếu là ống nhỏ. Xem cái màu nó là quần gì. Màu màu đây đẹp lạ. Cho em lên, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Rồi cái này lên luôn nè. Nhỏ này. Hai biên luôn. Ống nhỏ hai biên. CS, CM, CL. Nâu tay CL cho Trần Xuân Liễu. Trần Xuân Liễu. Này mang hai quần. Thôi đẹp quá. Lên mã kéo luôn dùng đi nhé. Tại vì Nguyên mang hai quần đó. Mà đang thử cái CS. Nhưng không mang cái quần trong thì là vừa vừa sát luôn. Đang mang CS, quần này có độ co giãn nhẹ nhé. Quần đang mang có chưa? Cái này lên mã kéo luôn dùng, cái này phải hai biên luôn, con này đẹp nè. Tại vì mang hai quần, nó mang ở trong con quần phòng. CS, chút đến 50 cho nó thông thả. S, M, 52 và L, 55 được 3 cái. Lên mã kéo luôn dùng nguyên nha. Phải của nó là hai biên xịn. Chị em mình nhìn nè. Thì đang bán rẻ đi du lịch đây, kiếm tiền đi du lịch đây nè. Còn bán rẻ không đây nè. Có khi nào bán đắt đâu. Hàng xịn nha. Kéo. Kéo, kéo, kéo. Kéo cho chị Nguyên Hồng. Con này đẹp lắm, vải nó xịn sò lắm. Kéo chị Nguyên Hồng. Size M cho chị Hà Phạm Thị. Còn size L, size 55. 79k luôn, hai biên 79k hết. Hai biên 79, còn cái size L. Nó xịn sò lắm nha, chứ không phải hàng cửa sổ đâu. Nhìn cái vải nó mướt mát chị em mình. Đang mặc size M. Em đang mặc size M, còn Du Hề. Nhìn đi. Quần đang mặc CM 89k con. Ok. Còn một cái CL 55 con này. CM em đang mang đây nè. Còn cái CL với con này đẹp lắm. Chị em mình lên mã kéo cũng dùng nguyên cái CL. Size này 55 đổ về là chị em chốt ok. Quần này nó có độ co giãn nhẹ nhá. Rồi lên kéo luôn dùng là ok. Rồi lên đen. Giờ tỏ ống nhỏ. Cái xe S hết rồi. Ôi 52kg vừa không à? Không vừa. Cái xe S bỏ qua cho chị Thu Hà đi. Xe S của chị Nguyên Hồng bỏ qua chị Thu Hà. Thu Hà. Em 52kg. Con này em đi trẻ mình là 65k này. Phải này. Phía sau của nó là lưng thun. Con này phía sau lưng thun hàng này hot girl bán trẻ mình bao nhiêu tiền? 175.000. 175.000. S, M, L, XL. SML XL thôi. Đi tầm 3 đến 4 ngày. 3 đến 4 ngày. Nguyên đang thử thử cho dạy mình size S. Nguyên thử cho dạy mình size S. Ủa thế em thấy chưa nghĩ thì muốn chưa nghĩ thì lên đi làm. Ừ. Chị ở nhà chị cho bún. Mình đưa đi mà. Mà đây tốt cho hết bên đấy.
em chốt cái đơn đi nè. Cái này xé hơi nhỏ nè. Cái này mà kéo lên khỏi mông là ok. Từ từ chờ em xíu. Kéo 55 cho chị Nga Dương kìa. Kéo nãy chị Nga Dương. Con này mang xé hơi ôm rồi. Kéo CF là cái màu nâu tay á Huyền. CL CL C55 CL đã hết đâu. Đó. Phải CL phía dưới á. Không, cái này mà không có quần trong nữa thì vừa. Cái này chốt 48 thôi. Xe chốt 48 em 52kg á. Cái này mà không có quần trong nữa là ok luôn á chị ơi. Giờ có thêm cái quần trong. Phía sau là bao nhiêu? Con này đi 65k. Con này cái này hụt tay xuống xíu. F48 đi, M50, L52, L55, 57 nha. Tại vì là nguyên mang 2 quần 52kg và cũng đang thử xe tới đây. Kéo không lên nữa nha. Thì là xe bình thường mấy cái kiểu mà xe ok. Biết mập rồi. Biết mập rồi đâu cần nói đâu. Rồi nha, con XL, XL chị Minh Minh 65.000 luôn. 65.000 luôn. Chị Minh Minh, chị nào lấy thun lên thun nha. Tương tác kém thế, view ít thế. Cái này ra. Đùi hà. Rồi ok đùi. Ok đùi. XXL 2X. Hello. Vẫn đang hết tay anh ơi. Anh ở đâu? Giờ có một lớp nhưng mà hàng mì. Hàng u mì. À thì nó không giống hàng thông hơi thôi. Chắc nó dài. Chắc nó dài lắm. Vài ba hôm nữa đợi có hàng thông hơi rồi về chốt. Về lấy cái hơi cho nó bớt. Đường trà na 4 anh Hòa Khánh, Hòa Khánh đem lên Hòa Khánh Thái. Ông đâu một cái ông mua hỏi ông khóc. Tội với ông bán gai. Ông đi à, ông đi qua là ông keo. Tại vì năm ngó mang mua rồi mang xứ. Ông không cần keo. Đang không. Ông thấy mình cái ông đi chứ. Ông không nói gì hết. Cái này còn S với lại đen mã nào chưa? Cái này mình bán mấy tiền? 59.000 nào Huyền? S với L phải không? 59.000 phải không? 4 cúc CS cho chị Trần Hạnh. Trần Hạnh này Huyền, Trần Hạnh này. Rồi còn size L. Size 52 đổ về cho size L nha. 50k đi. Này. Trần Hạnh 50k luôn. Size 52 đổ về, con này đẹp lắm. Còn 52 đổ về nhá, chị nào lấy cái này lên mã 4 nút. 4 nút size 52 cho size L nha, em đi luôn trẻ mình 50k luôn. Size 52 con này đẹp lắm. 52 đổ về, con này em cũng chạy rất là nhiều rồi. Giờ chỉ có rớt lại là em sale thôi. Còn cái size L nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Còn một size L, chị nào lấy L lên L luôn dùng được nhá. 50 á. 50. Ui. Con này to nè. 57, 58 đổ về ok luôn nha. Lên mã này 4 nút cho chị Nana. Rồi nha, con này lên 4 nút lên rồi. Xanh cho bé. Con này lên mã đen size 2X. Đen size 2X nhá. 55k con này. Đen size 2X nha, đen 2X lên luôn dụng luôn ok. Đen 2X nhá, chị nào lấy đen 2X lên đen 2X. 55k con này. Cho chị Lương Mỹ Kim. Lương Mỹ Kim. Cái sắp về làm khuy à. Cái này chưa cắt khuy, chưa làm khuy đó. Sai gì đó. XL, cái này 57-58 đổ về. 57-58 đổ về, con này 2 biên nhá. Nhưng mà cái này chưa cắt khuy này, chị em mình chưa làm khuy á. Chị em mình đi ra làm khuy dùng nguyên nhá. Lên mã này là mã sale đi. Đang 6. Ơ, còn cái bán đã các kiểu rồi giờ còn cái. Tay to
Xe 70, xe số 8 70. Đấy. Còn dép à, dép còn size gì chị? 35, 38, 39 thôi. Con này sale đi 49k. Cái này sale 1X thôi, nhưng mà phải hai biên, công sở hai biên nha. Con này đi 49k đi. Này chị em mình về làm cái quy ra, người ta làm đánh quy chỗ này hay cái quy thôi. 49k, 10.000, 15.000 gì đó. 49k luôn, chị nào lấy mã 49 comment lên mã 49. Sale 1X thôi. Con này size 1X thôi, lấy mã 1X gì mà cứ đen đen không chị. À quần không. Đấy. Hồng Phạm thì ăn. Thì cái chứ, lai quần đen không là hoa mắt luôn. Rồi con này em bán tặng luôn quần lụa. Con nó 49k nha. 49k. Quần lụa size 52 đổ về. 62kg có ít lắm chị ơi. Quần lụa 52 đổ về quần nữ. Cái này chị em về mix với áo hai dây lên mà. Đó, bỏ đó em lên hết. Đèn đỏ chị em đi hết. Em sale hết luôn. Thế mai lên đúng không? Bỏ ở nhà, không à, có nhà lên, lên chút đơn đi. Chút cho nó hết đơn đi. Mốt đi rồi. Rồi, lên cho nguyên con này. À, 9k luôn. Mấy cái thôi, 29k luôn. Hàng này hàng em bán 55k này. Lên mã quần lụa à. 29k luôn. Sợ chứ, nhưng mà chị nào đang có đơn chốt nha. Chị nào không có đơn đừng chốt những cái này nha. Em nói thật sự, những cái con này chị nào hiện tại đang có đơn là bỏ đơn vô, gom vô. Còn không có đơn, giờ chốt một cái 29 để lặt tới lặt luôn, xong em xả mệt lắm. 29.000 con này luôn. À, quần thể thao nam, quần dài hay quần gì? Size 52 đổ về, quần này là quần lụa dài. Hàng này em đang đi trẻ mình là 59.000. Em sale gọn đi trẻ mình 29.000 luôn, không thương tiếc luôn. Nhưng mà 52 đổ về thôi. 52 đổ, hơi hơi giống phô con quần phòng ấy. Quần 29k luôn, dùng nguyên ngát cho chị Hạnh Nguyễn con. 29k nha, lên 29k luôn, dùng là ok. Không quá rẻ luôn nha. Lên mã 29k, size 52 đổ về là lên đẹp. Quần lụa, cho em cọc nó luôn. Quần lụa nhá. Cứ cho em lên đi. Bóc chống cái gì cho lên cái đó đi. Cho nó bay hết luôn. Một con quần là con áo công sở lụa tầm. Công sở lụa tầm. Hôm này chị em mình 57, 58 đổ về. Con này là chắc lụa tầm nhá. Đẹp lắm. Lên mã này là mã công sở lụa tầm. Chắc lụa tầm hàng cao cấp. Cái này em sale luôn chị em mình 55k luôn. Hàng này mình sale 79k đúng không? Con này Nguyên đang đi 79k nè. Em đi chị em mình con này 55k. Cố gắng chia sẻ lên xíu chị em mình để view lên xíu. Để view lên xíu. View 40 mấy view khó like quá, khó sale quá. Cho Nguyên con này nhá. Em đi luôn chị em mình con này mới đọc bao nhiêu tiền ta? 55k lụa tầm luôn dùm Nguyên á. Chị nào lấy lụa tầm comment lụa tầm. Con này bỏ lên sale đi chị, bỏ lên sale. Con này mà không chốt thì phí nè. Con này thực sự không chốt. Đang còn thấy like không đó chị em mình, hay là Nguyên phát lại cái like khác nhé. Còn rất là nhiều quần. Ngay một góc quần quá nhiều hàng luôn. Rồi nha. Ở tương tác đi, không thấy chị nào chấm hết trơn. Để biết còn like lên tiếp không phát lại nhé. Con này Boris size chị em 55 đổ về. Đây chị em 39k luôn. Lên mã rip 39 còn cái. Chị nào lấy rip 39 comment lên rip 39k luôn, dùng là ok. Rip 39 quần nhiều lắm, em đang mơ ra đây nè. Trời ơi, một cái áo nè hàng siêu thị. Áo nè hàng siêu thị. Size SX, size 50. Một cái size SX còn này không thấy size luôn. Cái này bay size luôn rồi. Size 55. Biết cho chị Minh Minh. Vàng chị hả? Minh Minh. Lên quần màu khác đi Nguyên kìa. Có màu gì em ơi, màu nết vậy. Có cái màu gì em ơi, nó có màu nâu thôi, màu nâu và màu đen. Con này đi mã 35k luôn, size 50, con này hàng siêu thị nhá. Con này hàng siêu thị nhá vậy em ơi. Hàng siêu thị, cái này hàng công ty, vải nó đã lắm. Một cái size SX size 50, một cái size 55. Này mang cặp được. Màu đen nhá. Màu đen 35k luôn. Đen size 50 và đen size 55 đi 35k luôn. Con này vải cực đẹp luôn. Nha, nhận hàng về chắc 6, quay đầu chắc xổm, chắc khô quay đầu. Không phải hàng xịn quay đầu luôn. Nha, rồi chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhé.
Một màu đen đen, cái lùm này màu đen hết chứ chị ạ. Lên size cho em. Size S và size M, size S còn size này tầm 55 kg không không đắt size. Cái này tầm size X, cái này tầm size M, size L, size M đấy. Chị ơi lên size cho em, không có size là bó tay. Còn một con quần đuổi xước này. Quần đuổi xước nhé, size 48 thôi. Lên mã hoa cúc theo chất đuổi xước 48. Đi luôn trẻ mình con này 39 k luôn, quần đuổi xước nhé. Comment mã đuổi xước. Theo luôn trẻ mình còn con nào luôn, giá lên luôn trẻ mình mà. 55 à. 55 cái size to nè, cho 35 cho chị Hạnh Nguyễn. Cho chị Hạnh Nguyễn con này này vô. Hạnh Nguyễn. Rồi cho con này. Comment lên luôn chung mã này, mã hoa cúc theo 39 k luôn, size 48 độ về là ok. Chắc của nó là đuổi xước. Cho chị Đặng Nhã Ca. Rồi con này lên mã VIP. Cái này sale 25k luôn, VIP size 52. VIP đen size 52. Sale 25k. VIP đen size 52, nếu chị nào lấy VIP đen size 52 chút lên 35k gọn 25k luôn. Thì con này đẹp. Con này có phong tàu. Form vừa. Form này trẻ mình 50 52 đổ về thôi. Con này form vừa nhá, 50 52 đổ về. Lên luôn cho trẻ mình con này luôn. 39k. Lên mã chữ. Chữ 39k đen nhé, chị nào lấy chữ đen 39. Con này chắc của nó là chắc có tông tàu. 25 chị Hạnh Nguyễn. 39k luôn, chị nào lấy mã 39 comment lên mã 39. Áo nam xịn nè. Một con áo nam xịn này 95. Size 55. Size 55 nhé, con này size 55. Lên mã nam xịn luôn dùng em. Này trẻ mình nhìn túi tiếp là trẻ mình biết nè. Nam xịn size 55. Bộ trai bao nhiêu ký vừa hả chị? Dạ chứ dạ chứ. Size này là size 18. Size 18. Con này đi 55k, à không đi 55 này. 35k luôn. Tiếp đem hết rồi. Lên mã nam xịn 35.000 tin nhỏ không? Hàng MC 95.000 nè. Nhưng mà size 55 thôi. Size 35.000 luôn. Chốt mã 35.000. Rẻ quá, giá rẻ với chị em mình không? Tương tác nha, tương tác lên chị em mình ơi. Một hai em, hàng này giờ đâu lo ra nữa trời. Đang chị Minh Minh. Con này size 55 luôn. Lên mã đen tròn 30k luôn. Minh Minh. Áo này áo nam xịn nè. Size 35k luôn ấy. Nam tròn đi 30k luôn. Size 55. Con này hàng thông hơi nhé. Lên mã 30 luôn dùng em là ok. Con này là hàng thông hơi nha chị em mình ơi, không xăng. Tiếc lắm. Bữa trưa em hai sale này, vì bữa trưa là vừa like vừa có người soạn hàng, chứ bữa tối vừa like vừa đi bóc hàng nó lâu lắm, không không lên được hàng lẻ, không lên được hàng sale. Rồi nhá, con này áo công ty. Quần đang à, quần nguyên đang mang hả? Nam tròn dây kỵ à. Ok lên quần tiếp, còn nhiều quần lắm nhưng mà sen đổi món xíu thôi, đổi vị xíu thôi. Cương Nguyệt bạn làm đúng không? 30k. Đổi vị xíu thôi chứ quần con rất là nhiều như một cái bãi chiến trường đây nè. Lên chứ. Hai quần lưng thun 57. Ok có em lên giờ luôn. Con này quần nguyên đang mang hà, chắc của nó là chắc mì hà, đẹp lắm chị và bông đi chị ơi. Đẹp lắm, em chạy quá là nhiều luôn, mua con này về chỉ có mê thôi. Rồi con này em đi luôn trẻ mình 50k luôn. Size 62, con này công ty size 62 áo cổ. Công ty size 62 nhé. Lên mã công ty size 62 là ok. Chị nào lấy công ty size 62 chút lên luôn nhìn như là ok. Mấy cái này lên nốt luôn cho nó bay rồi lên tiếp quần. Nha, cái này em có mấy cái. Thấy được màu sắc. Cho miếng nước đá bạn Huyền. Còn không? Đá chanh. Không đá không cũng được cho nó mát cái miệng chứ nè. Một. Không chọn màu luôn, bóc đại bóc càng đi. 39k nó hết luôn. À nhanh có. Size 60, 60 độ về từ 40 đến 60 là mang ok. 40, 60 lên mã váy lanh. Các màu. Gọn kho 39k luôn. Màu gì màu nhá. Ừ, ai ưa lên này lên mã 39k không chọn màu. Thì nào lấy mã 39 cho nó nha. 39 tiền. Cho nó nhanh nha. 39, 39, 39. Thì nào lấy quần đen, quần màu gì đó. Đây. Đây. Đây là quần size đại. Size M là size nhỏ nhất. Size đại nên phải đo chị nhỏ. Chứ em không. Váy 39 nhưng mà phải đo cho em coi vì hàng size đại này ha. Đưa cho em cái ấy. 39 cho chị Kim Văn. Trời ơi. Hàng này mới gọi là hàng hiếm nè. Hàng này hàng hiếm tới 5XL. Chỉ 1X đến 5X. Vì hàng này em X8 này phải đo chịu khó.
đo lại cho chị em mình xem. 39 cân đo lại cho chị em mình xem. Cái size nhỏ nhất này, size X là bụng 80 lận. Con này bụng 80 lận. Chị nào chuyên bán hàng size đại thì bóc. Ai bán chị ấy, chị gì ta, chị Minh Minh có bán hàng size đại thì bóc luôn cái gọc này luôn. Pi test nhá, 65.000 mắc luôn. Nhưng mà cặp này con size đại, size 2X mà đã là eo 80 rồi nè. Là đã eo 80 rồi thì gần 60kg. Size 3X luôn đúng không? Size 3 65.000. Hàng này hàng khó tiền lên. 3X nè. Chơi vơi đó. Chơi vơi đó. 2X, 3X, 4X, 5X. Đây, 2X cho chị Minh Minh. Còn 4X, 5X 65.000 luôn, đi xe đại cũng đi này luôn. Đấy hết rồi nhá, còn 4X, 5X. Cho Minh Minh. Rồi còn 3X thôi. 4XL, 3XL. 4X cho chị Minh Minh. Rồi còn 5X đo hẳn cái đại, đưa đem đo hẳn cái 5X còn. Em đo cái quần. Em đo cái lưng giống chỗ vậy. Chứ cái này em anh ấy chạy hàng size đại lắm. Size to em maximum là 62 cho chị Minh Minh. Vô vô gửi vô, gửi vô. Em đo cho nó chắc. Chứ em ít ít chạy hàng biết giống như là cái này dạng giống như là biết sai luôn rồi. Em đo cho nó chắc nhé. Còn 5X thôi. Bóc cho em quần tiếp đi chị. Lên cho nó hết quần, khách đang chờ quần. Xay to, khách đang chờ quần, xay to bóc lên đi quần. Thế là chưa. Hai cái xay mời cho chị bông liên điểm. Ok. Hai cái em bóc hai cái đai khác nhau hề. Hai cái đai khác nhau nhá. Hai cái mực. Quần Nguyên Đăng mang. Coi có không? Bóc ra đi. Coi còn bao nhiêu cái cứ bỏ ra luôn đi. Còn không chen nhau lắm. Còn không chen nhau lắm. Cái này tầm 84. Bụng tầm bụng 84 là ok. Con này tầm bụng 84 nha. Bóc hai đai xây mở thì. Con này tầm bụng 84 rồi. Nha. Đây, màu đen trước, một màu đen trước. Rồi nha. Ok luôn, 5X đây. Máy khi có cái hàng xe bự để khách hỏi xe bự không có. Ok. Cái này lên mã nịch S, nịch M, nịch 2. Huyền ơi, còn size 56kg không? Cho chị hai cái. Cho chị Lê Diệu hai cái, hai mẫu. Lê Diệu. Lê Diệu. Lê Diệu. Lê Diệu. Lê Diệu. Con nào mang size S này, 52kg đây này. Chốt đến 50 nhé. Con này chốt đến 50 nhé. Lên mã S, Nguyên đang mang hai quần và Nguyên 52kg. Cái này chốt đến 50 là thông thả hai biên luôn. Con này hai biên luôn. Lên mã 1 nút size S nha, 79.000 hai biên. 1 nút size S, chị nào lấy 1 nút size S lên luôn dùng đi. 57kg. Thế sẽ ít lỡ chị. Lên mã này hai biên nha. Con này vải của nó là vải công sở hai biên, là xịn sò nhất rồi. Vậy mình thấy những cái dòng này người ta bán giá là cao. Em đi chị em con này 79 cao luôn, không đi đâu bắt gặp giá này luôn. Thiệt luôn á. Size S nhá. Nguyên 52kg, Nguyên đang mang hai quần nhưng mà size S. Còn gài vô nút vô được nhá. Chị nào lấy mã này là mã hai biên S nha. Đây 79k. Hai biên S 79, chị nào lấy hai biên S lên hai biên S luôn dùng luôn. Ok. 79k. Em sale cho nó sạch kho đi. Giá này giá siêu rẻ luôn. 79k nhá. Hai biên size S. Nha, chị nào lấy hai biên size S. Nó kèm cái nịch nữa này. Không mà em không lên đồ bé. Không lên đồ bé chị ơi. 55.
về xa hái lờ ấy chị Minh Minh đi dùng đi chị Minh Minh dùng đi dùng. Ui con này lưng quần siêu cao ao à, quần à. Siêu chân dài siêu chân dài con này 58 đổ về con này bị chậm 89k con này 89k còn sót được một con quần siêu con này em nói là trái hàng luôn phải của nó là 70 nhá size XL con này hàng giả con này hàng giả lên luôn dùng nguyên con này nhá chân dài size 2x đâu có size 2x mà à không lỗ thì bóc ra rồi chứ đâu mà lỗ size 2XL nhá đi luôn trẻ mình con này 89k con này bỏ riêng này khách không chốt bỏ riêng khách hỏi nhiều lắm con này khách hỏi nhiều lắm trong lên 2x nhá 89k thì bỏ riêng ra đi bỏ riêng ra đi chị con nào bị giấy thì bỏ riêng ra con này phải không phải đúng không không họ đang đâu con này xây mờ chân dài chị ngắt cũ 89.000 con này xây mờ xây 52 độ vậy em bỏ đồ mái thì trời ơi con này phôn quần đẹp kiểu đẹp nhìn nè xây mờ nhá lên mã 4 nút mờ 79k luôn 4 nút mờ 79k chị nào lấy 4 nút mờ lên 4 nút mờ 79k luôn dùng nguyên bộ ok nhá chị nào lấy 4 nút mờ comment mã 4 nút mờ cái này đẹp lắm cho chị Minh Minh cho chị Minh Minh niềm con chị mình đưa đấy 4 nút mờ chị Minh Minh cam cái hình đang vút miết không thấy miếng ta cô gửi lộn mấy vút nãy giờ không thấy con mình ở đâu kìa ống nhỏ đi bơi hả đi bơi bơi nhí mô nãy giờ cô gửi hình 55 cho chị Huyền Nguyễn lấy quần 55 lấy xe lợi chị Huyền con ống nhỏ đấy chị Tomboy, đây 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 Hiền ơi, có lóc Tomboy nè. XL hết à? 57 độ về. Siêu đẹp luôn, 89k. Nha, lên mã Boy XL y quần Nguyên đang mang nhưng mà cái cạp của nó là cạp khác thôi. Cũng khác nhau cái cạp này. Cái XL nhá. Đẹp lắm, phải đẹp lắm, phải đã lắm. 89.000. Tomboy là 89k, cái XL là 57. 58 độ về là ok nhá. Đây chị em 89k con này luôn. Chị nào lấy Boy XL comment mã Boy XL dùng Nguyên nha. Được máy con Boy XL. Chốt mã Boy XL dùng Nguyên nhá. XL, XL chị Minh Minh 89k con. Này, cái này quần này hàng giả iPhone đang mang không khác gì hết. iPhone đang mang không khác gì hết. Và đi chị em 89.000. Chị nào lấy Boy lên Boy luôn dùng là ok. Boy XL nhá. 40 view em phát lại like nhé chị em nhá. Em phát lại like nha. Lên đợi tiếp vào đây. Ui. Cái gì một màu đen đen vậy bán tàn cọc quần này đi cô gửi loạn mà phút nãy giờ không thấy con mình đâu trời chưa thấy con mình đâu trời đây mô mặc đồ bơi mô coi con này còn ui cái này nó lộn xộn cả quần mì cả quần ái không được cái này phân ra đã cái này phân ra đã like cả quần mì cả quần có tông rồi bao cho gì bỏ thì bỏ Diễm thì Diễm mấy khách mới hay cũ ta lên địa chỉ lên số điện thoại trên like cho em phát lại like nhé chị em mình nhé rồi lên xả hết cái quần này luôn cho em tiếp em out ra em vô lại xíu nhé view ít quá nha rồi chị nào đang còn theo dõi cái like này tương tác lên dùng nguyên xíu đẩy view lên xíu chị em mình nhé con này quần giãn chéo nhé
quần tàu luôn, size 52 đổ về 39k luôn. 39k. Chị ta, chị Diễm, Võ Thị Diễm lên địa chỉ trên live cho em đi, em tắt lại live xíu. Em đi cho sale gọn hết cái đống quần này luôn nha. Ok, em đang quần tiếp nhưng mà out ra giùm em đi, em vô lại xíu chứ view ít quá. Chứ có ba mấy view khó like quá. Có 37 view rất là khó like. Hoặc là chị em mình đang còn ưa quần, chấm lên dùng nguyên nhé. Chấm lên luôn dùng nguyên để còn lên tiếp. Còn không out ra em phát lại một cái like mới nha, em vô lại nhé.